Cơm trưa chào Ngọc Bích nhá. Hôm nay hàng về bão muôn nhá. Hôm nay hàng về như nũ này. Cái thuốc lá thức nào nhá, về ngập nhà luôn này. À, chào chị Mai Hằng nhá. Hàng nhiều. Thế. Hôm nay hàng nhiều lắm chị ơi. Hôm nay hàng nhiều lắm. Ba cái thùng thế này to vật vã luôn này. Chào 21 người đang xem nhá. Mọi người vào chia sẻ cho em này. Ai hôm nay chia sẻ nhiều em sẽ tặng quà nhá. Em sẽ tặng quà nhá. Mọi người chia sẻ cho em là hai lần lên trang cá nhân này, 20 lần trên hội nhóm nhá. Sau đó chụp lại màn hình nhá. Em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Cái quyển hôm nay nó mua ở đâu mày mua? Ai chia sẻ nhiều em sẽ tặng quà nhá. Mệt quá. Rán chắc quá. Bao nhiêu một chai rồi? Hiệp Nguyễn này, cái thuốc lá thì 250.000 nhá. 250.000 một liệu trình này. Hôm nay ai mà chia sẻ nhiều nhá, xong chụp lại màn hình mình sẽ tặng 5 suất quà. 5 suất quà cái thuốc lá này cho chị em nào mà chia sẻ nhiều nhá. Chị em nào mà muốn mua cái thuốc cho chồng thì mọi người giúp em chia sẻ lên, sau đó chụp màn hình lại em sẽ tặng một điều chỉnh cái thuốc lá nhá. Ai chia sẻ nhiều thì mọi người cứ chụp lại màn hình nhá. Chụp lại màn hình em sẽ tặng miễn phí luôn nhá. Không mất tiền vận chuyển nhá, không mất một cái gì cả. Mọi người giúp em chia sẻ nào. Ai hôm nay mà chia sẻ nhiều này em sẽ tặng quà này. Mọi người chia sẻ càng nhiều càng tốt nhá. Càng nhiều em sẽ tặng quà này. Nhưng sau đó mọi người phải chụp lại màn hình nhá để em đối chiếu nhá. Nếu như ai mà làm theo thì em sẽ tặng một nhiệt trình cây thuốc lá nhá. Cây thuốc lá hôm nay về như bão luôn nhá. Đấy mọi người thấy không ạ? Đấy cây thuốc lá này. Đấy không chữ không phải đấy. Một thùng như thế này. Cây thuốc lá nó là mấy trăm chai rồi đấy. Hàng mấy trăm chai đây này. Đấy mọi người nhìn thấy không ạ? Xin chào Kevin Anh này. Bánh hàng gì thế? Anh ơi hôm nay em bán cái thuốc lá thuốc nào nhá? Cái thuốc lá thuốc nào rất chi là nhiều loại thuốc. Cây có thuốc cây rượu không? Không có thuốc cây rượu nhá. Không có thuốc cây rượu. Trần Thảo ơi vào chia sẻ nhá. Hôm nay ai chia sẻ sẽ tặng quà nhá. Ai chia sẻ sẽ tặng quà miễn phí này, miễn phí ship tới tận nhà luôn này. Ai chia sẻ nhiều nhá, tặng em nè. Kim Tiền nhá, chia sẻ nhá, chia sẻ này. Càng nhiều càng tốt nhá, càng nhiều quà càng cao nhá. Trường Nên này, em cảm ơn anh nhá. Không biết là anh hay chị, chắc là anh rồi. Em vẫn cảm ơn anh nhá. Hàng tốt thì kiểu gì cũng bán được nhiều mà. Chào 59 người đang xem này. Ai chia sẻ nhiều nhá, cho mọi người sẽ chụp lại màn hình này. Em sẽ tặng quà miễn phí luôn nhá. Tặng quà miễn phí này.
vận chuyển về đến tận nhà luôn nhá. Hôm nay chia sẻ nhiều này. À, kim tiền này, à, thấy nhá, nhưng mà chia sẻ đi nhá, chia sẻ tặng quà này. Chia sẻ nhiều vào nhá, rồi tặng quà này. Hôm nay hàng về rất chi là nhiều luôn. Sẽ dành cho mọi người, ai cứ chia sẻ nhiều quà bất kể luôn nhá. Mọi người cứ chia sẻ nhiều là có quà này. Cứ trên 20 hội nhóm nhá là có quà nhá. Sau đó mọi người chia sẻ nhóm nào thì chụp lại màn hình nhá, sẽ có quà cho mọi người này. Em chào anh Mạnh này. Mua thịt phải làm thế nào? Muốn mua mà muốn mua cái thuốc lá hay là như thế nào? Có thuốc nào cai được người đẹp không nhỉ? Không có thuốc cai đẹp, không có thuốc cai người đẹp đâu anh nhá. Cứ thích thì cứ nhìn thôi chứ không cai được đâu nhá. Chào 91 người đang xem này. Hôm nay ai chia sẻ nhiều em sẽ tặng quà nhá. Ai cứ chia sẻ là có quà nhá, ai cứ chia sẻ nhiều nhá. Chia sẻ nhiều trên 20 hội nhóm này. Từ 20 hội nhóm đi nhá, mọi người sẽ chụp màn hình lại, em sẽ tặng quà nhá. À đấy, em chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ nhiều nhá, chụp lại màn hình này thì mình có thể đối chiếu để biết là ai chia sẻ nhá. Cái thuốc lá thì một liệu trình như thế này chỉ có giá là 250.000 nhá. 250.000 một liệu trình như thế này, 250.000 một liệu trình cai thuốc thôi nhá. Ui đau đỡ các thứ. Em chào mọi người nhá, đang mãi bóc hàng, chưa có thời gian chào mọi người nữa đây. Đấy, cai thuốc lá về mấy thùng luôn đấy, rất chi là nhiều cai thuốc này. Tặng quà gì? Ai thích quà gì nào? Ai thích quà gì thì tặng nhá. Người đẹp như em anh cũng muốn mua. Anh ơi mua ủng hộ em nhá. Cai dứt Việt Vân này, anh ơi là cai dứt điểm nhá. Cai dứt điểm này mọi người cứ làm theo em hướng dẫn là em ở đâu thế? Em ở Quảng Ninh nhá. Em ở Quảng Ninh này. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Ai yêu thương em thì mọi người chia sẻ cho em nhá. Ui dồi, hôm nay hồng tặng keo. Sợ cái đợt chị đợt điếu. Muốn mua thì phải làm thế nào? Muốn mua thì chỉ việc nổ địa chỉ thôi nhá. Là hàng về tận nơi này. Có quà gì? Xin quá nhìn cứ bị yêu. Chị thì lúc nào mà chẳng được yêu em à? Ngày nào chẳng được nói chuyện với em, tặng cho em đi. Trần chia sẻ nhá, chia sẻ này mọi người cứ chia sẻ cho em này. Trên 20 hội nhóm nhá, trên 20 hội nhóm này, 50 nhóm càng tốt này, quà càng cao càng to nhá. Mọi người giúp em chia sẻ đi, em sẽ tặng quà. Hôm nay cái thuốc lá về như bão luôn. Hôm nay 3 thùng cái thuốc về mà, cho nên là mọi người cứ thoải mái nhá. Thích hai bầu của em. Vâng, anh ơi thích thì cứ nhìn thôi nhá. Tặng cho em đi. Mọi người cứ chia sẻ xong đó là mọi người chụp lại màn hình nhá. Chụp lại màn hình xong rồi inbox qua cho em nha. Em sẽ tặng quà này, em sẽ đối chiếu, em sẽ tặng quà mọi người này. Có nhìn rõ không? Có hơi tối không ạ? Một chào 104 người đang xem này. Mọi người giúp em chia sẻ nhá. Chào Hạn Loan này. Hôm nay cái thuốc về rất chi là nhiều. Cả 500 cái thuốc cơ, cho nên là hôm nay mọi người ai chia sẻ nhiều nhá, xong mọi người sẽ chụp màn hình này không mà gửi qua tin nhắn cho em nhá. Em sẽ check in và em sẽ tặng quà nhá. Sao này cái anh này ngu kinh nhỉ, đi hỏi thuốc cây gái đi thì còn sống làm gì đây. Không có thuốc cây gái đâu anh ơi, chỉ có thuốc cai thuốc lá thuốc nào thôi nhá. Một liệu trình cai thuốc lá như thế này chỉ có giá là 250.000. Hôm nay em đặt hàng trên Nam nhé, em sẽ miễn phí ship toàn quốc ạ. Miễn phí ship toàn quốc về tận nhà cho mọi người nhé.
chia sẻ chia sẻ như nào vậy chị? Có thuốc lấy vợ không? Có thuốc lấy được vợ không? Như anh Mạnh ơi, vợ thì phải đi kiếm nhá, làm gì có thuốc nào mà uống vào nó ra vợ đâu. Chào nha, cảm ơn chị Thanh, em chào chị Thúy Trang. Đấy, một liệu trình cai thuốc lá như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000 mọi người nhá. 250.000 không quá là đắt, chỉ cai sau 3 đến 7 ngày là có thể cai được thuốc lá rồi. Chỉ sau 3 đến 7 ngày thôi nhá mọi người nhá, không quá là đắt đâu ạ, rất là rẻ thôi. Em đã miễn phí ship cho mọi người về tận nhà nhá. Đấy, khi nhận hàng mọi người thanh toán tiền này. Anh trai nào mà muốn cai thuốc lá mọi người cứ comment xuống bên dưới cho em là một ngày anh hút một bao hay một ngày hai bao nhá. Em sẽ tư vấn cho mọi người này. Đấy, giá trị là đơn giản thôi ạ. Thuốc có xúc. Anh ơi, cái này nó là nước xúc miệng nhá, rất chi là đơn giản thôi, không khó đâu ạ, không đắng nhưng mà cay nhá, cay một chút này. Thuốc rất chi là dễ ngậm thôi, nó là mùi thuốc bắc mà, cho nên nó hoàn toàn bằng thảo dược, nên là khi mình dùng là nó sẽ không có cái tác dụng phụ là một này đấy, mà lại giúp mọi người là ăn ngon ngủ ngon nhá. Sau khi anh làm cái thuốc ấy rất chi là béo hơn đấy, rất chi là béo. Đây là hiện tại em đang là tổng đại lý của công ty dược mỹ phẩm Thanh Màu Hương này. Đấy, thuốc cai thuốc lá này đang được công ty dược mỹ phẩm Thanh Màu Hương độc quyền phân phối nhá. Còn đâu nhà sản xuất là của công ty Tân Lạc Việt này, được ở tại Đại Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội nhá. Đấy, ở Đại Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội nhá. Nên là có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng ạ, à, có số hotel có số nhà thuốc này, mọi người có cần cái gì chất y thì mọi người cứ gọi lên nhà thuốc nhá. Có hòm thư hỗ trợ của công ty này. Đấy, của Thanh Mộc Hương nhá, gmail.com nhá, mọi người có thể gõ là ra nhá. 80 rồi có cai được không? Anh ơi, cai được nhá. Em uống thuốc này nghiện thì sao? Không có nghiện đâu nhá. Mà là cai thuốc sau 3 đến 7 ngày thôi nhá. Anh trai nào có comment xuống bên dưới cho em là một ngày hai chai hay là một ngày một bao hay là một ngày hai bao nhá, thì em sẽ tư vấn liệu trình này. Em chào chị Huệ nhá. Đấy, mọi người cứ comment xuống bên dưới cho em biết là mọi người hút một ngày một bao hay là một ngày hai bao nhá. Đấy, một liệu trình như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000. Hôm nay em đặt hàng trên này, em sẽ miễn phí ship toàn quốc này, miễn phí ship toàn quốc cho mọi người nhá, miễn phí ship này. Đấy, chỉ với một điều chỉnh như thế này thôi. Bỏ chân xuống. Em hỏi chân ấy. Với một điều chỉnh như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt so với giá thành của các thuốc khác trên thị trường. Nhưng mà hiệu quả của nó thì vô cùng tuyệt vời. 2 ngày thôi đã có thể cai được thuốc rồi nhá. 2 ngày thôi đã có thể cai được thuốc rồi. Em ơi có. Em ơi. Điều gì em bán hàng anh mua luôn. Anh ơi, thế vậy thì anh mua cho em đi. Anh ủng hộ em đi nhá. Gửi chị 20 nọ. Rồi ok chị Hoa Thanh nhá. Cho mua. Em ơi, nhìn em anh chẳng muốn cai thuốc nữa em ơi. Anh ơi, cai thì đảm bảo sức khỏe này. Cai thì đảm bảo sức khỏe cho mình thôi nhá. mỏi chân lắm à. Thuốc nào cai được không ạ? Thuốc nào cai được nhá. Thuốc nào là cai được này, cai được anh nhá. Đấy, mọi người cứ comment xuống bên dưới là anh hút một ngày một bao này hay là một ngày hai bao nhá, thì em sẽ tư vấn liệu trình này. Anh chuẩn nhá, chuẩn là bỏ được. Em sẽ hướng dẫn cách mọi người sử dụng này. Đấy, cái thành phần của thuốc là kim ngân hoa này, bồ công anh này, cúc hoa, quế nhục, cam thảo, đại hồi nhá. Đấy, cái thành phần của nó này có thêm một chút rượu là cồn 30 độ, người ta gọi là rượu 30 độ ấy. Đấy, là khi mình ngậm thuốc là có vị cay này. Cay thôi chứ nó không đắng như các thuốc khác đâu. Đấy, nó thơm mùi thuốc bắc á, rất là thích. Em đã ngậm được rồi mà. Em ngậm qua rồi thì em mới biết vị thuốc của nó như thế nào nhá. Một ngày một bao, chỉ cần một liệu trình như thế này thôi anh nhá. Sau 2 đến 3 ngày đã không còn cái cảm giác thèm thuốc rồi nhá. Đấy, mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em là một ngày một bao hay là một ngày hai bao nhá. Đấy, ai muốn mua hàng thì để lại số điện thoại nhá, em sẽ gọi điện cho đơn nha mọi người này.
Đấy, một liệu trình như này thôi, chỉ có giá 250.000. Em sẽ miễn phí ship toàn quốc nhá. Em miễn phí ship toàn quốc này, nhận hàng mọi người thanh toán tiền nhá, nên là không phải chuyển khoản trước hay là phải mất tiền trước đâu nhá. Mọi người cứ nhận hàng mọi người thanh toán tiền này. Đấy, một liệu trình như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000. Em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng này. Trước khi kết thúc ấy, mọi người chỉ cần lấy cho em một cái nắp chai này thôi. Một nắp chai này nhá, mọi người không nên tu. Đấy, không nên tu để uống vừa tránh sặc này. Tại vì không tu được nhiều đâu. Tại vì chỉ lấy lượng vừa đủ thôi, là một nắp chai. Sau đó mọi người xúc miệng cho em từ 1 đến 2 phút. Từ 1 đến 2 phút sau đó mọi người xúc miệng là được đào thải các chất nicotine ra khỏi khoang miệng, là mọi người nhổ đi đấy ạ. Nhổ đi nhá. Đấy, là sau 1 tiếng 2 tiếng mọi người thèm thuốc này, mọi người lại xúc miệng cho em một nắp chai như thế này thôi. Cứ như thế sau 2 3 ngày là mọi người đã mất dần cái cảm giác rồi. Tại vì khách hôm nay là đã báo lại là 2 ngày thôi mà đã không còn cái cảm giác thèm thuốc rồi nhá. Cho nên là mọi người vẫn cứ dùng hết liệu trình cho em này, vừa giúp chắc răng này, vừa giúp thơm miệng này. Đấy, anh nào mà mồm thối mà vợ chê thì mọi người nên dùng cái này nhá. Em đảm bảo luôn là vợ thơm cả ngày. Đấy, cho nên là rất chi là nó nhiều công dụng, rất chi là nhiều công dụng, chỉ có 250.000 thôi. Xem đã, cứ từ từ. Hàng thêm chưa? Giữ có địa chỉ chưa? Ai nhỉ? Nguyễn Thị Bích nào? Ừ, kệ cho địa chỉ. Kệ đi. Mọi người mua hàng thì mọi người để lại số điện thoại cho em nhé. Thì em gọi điện chốt đơn cho mọi người này. Mọi người mua hàng thì để lại số điện thoại em chốt đơn nhá. Một địa chỉ như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt so với giá thành của các trên thị trường ấy là thuốc còn đắt hơn nhiều, nhưng mà hiệu quả thì em không biết như thế nào. Nhưng mà những người mua của em ấy là phản hồi này, các thuốc kia nó không được tốt, không cai được nhá. Nhưng mà sau khi dùng thế này là 2 ngày đã có thể là cai được thuốc lá rồi. Cho nên là mọi người khi mua ấy, tìm cái sản phẩm nào nó uy tín nhá, uy tín chất lượng mọi người mua nhá. Em ơi, có người phục vụ người cai không? Em mới cai được. Nhận hàng em có được. Đấy nhá, mọi người ai mà muốn mua hàng, em mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em nào. Anh hút một ngày một bao hay là một ngày hai bao thì em sẽ tư vấn liệu trình này. Đấy, cái công dụng của thuốc ấy là làm đào thải các chất nicotine này, làm mọi người là mọi người không còn cái cảm giác thèm thuốc nữa. Là khi mọi người ngửi thuốc ấy là có cảm giác là mùi khét này. Đấy, mùi khét và buồn nôn là mọi người đã không còn cái cảm giác thèm thuốc nữa nhá. Đấy. Chị Bích Nguyễn của chị là đơn đi rồi thì phải chị ạ? Đơn đi rồi nhá. Nếu mà ai đã gửi địa chỉ là đơn đều đi hết rồi nhá. Đấy, một điều chỉnh như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000. Em miễn phí ship toàn quốc luôn ạ. Em miễn phí ship toàn quốc cho mọi người nhá. Đấy, anh trên là mà cứ comment xuống bên dưới này, anh hút một bao hay là một ngày hai bao nhá, em sẽ tư vấn liệu trình nhá. Em tư vấn liệu trình cho mọi người này. Đấy, cái thành phần của thuốc ấy là kim ngân hoa này. Đấy, kim ngân hoa, cúc hoa, quế nhục, cam thảo đại hồi này, bồ công anh này. Đấy, là có rượu 35 độ nữa. Nên là khi ngậm là nó sẽ không có đắng mà nó không có ngang, mà nó chỉ là có vị thuốc bắc thôi. Thuốc bắc là nó hơi cay một chút thôi. Anh ơi, nếu mà như thế thì cần một liệu trình thế này không hết đâu ạ. Không hết một liệu trình đâu nhá. Một liệu trình như thế này anh dùng không hết đâu. Cho em mới chị ơi. Doanh Trần này, bạn muốn mua cái thuốc thì mọi người cứ inbox số điện thoại bên dưới nha. Em sẽ gọi điện chốt đơn này. Em sẽ gọi điện chốt đơn cho mọi người nhá. Cái anh kia sau này cứ muốn cai vợ nhỉ. Người ta muốn lấy vợ không được này. Người ta hỏi, người ta còn hỏi thuốc là. Em ơi, không thì có bán lại cho cái anh Mạnh ấy. Anh ấy đang đi tìm vợ cái anh nhỉ. Cái anh này sau này đi cai vợ đi rồi. Nó cai thuốc gì đó. Em anh ơi, cái anh này là cai thuốc lá thuốc nào nhá. Cai thuốc lá thuốc nào này. Em muốn một nọ Lan Lê nhá. Nếu mà anh đặt hàng thì mọi người cứ để lại số điện thoại nhá. Để lại số điện thoại cho em nhá. Để lại số điện thoại nhá. Thì em sẽ chốt đơn cho mọi người này. Để lại số điện thoại hoặc là anh là inbox qua tin nhắn cho em nhá. Inbox địa chỉ qua tin nhắn cho em thì em sẽ chốt đơn nhanh cho các mọi người ạ. Em ạ, mua về làm thế nào cay đó em. Anh ơi, cái này là nước xúc miệng nhá mọi người nhá. Không phải nước uống ạ, mà là nước xúc miệng này. Sẽ hỗ trợ mọi người là làm giảm các chất nicotine ở trong khoang miệng. Sau đó nó sẽ được đào thải nhá. Đào thải
đào thải ra ngoài nhá. Mỗi lần như thế là nó sẽ mất dần cái cảm giác thèm thuốc đi. Và sau khi làm không phải đâu. Là khi mọi người xúc miệng xong ấy, mọi người để cho em là từ 20 đến 30 phút sau mọi người mới ăn uống lại bình thường này, để cho cái lượng thuốc ấy nó vẫn được còn được ngấm vào các chân răng này, mới lại cái vòng họng của mọi người này. Sau đó nó sẽ tiết ra nước bọt, mọi người có thể nuốt cho em nhá. Nuốt để làm gì mọi người biết không? Làm tan cái phần đờm nhá. Làm tan các phần đờm này đi, để cho khi mình hút thuốc là có nhiều đờm ấy, cho nên là mọi người làm nên nuốt cho em một chút thôi, không sao cả vì mình nhổ hết đi rồi mà, nó chỉ còn một chút nước bọt mới thành thuốc nó tiết ra thôi. Mỗi lần như thế nhá, nó sẽ làm tan cái đờm đi này. Đấy, anh trai nào mà béo rồi cai thuốc nên đi là sẽ tăng cân nhá, tại vì khi cai thuốc xong nó sẽ tăng cân nhanh ấy, tăng cân nhanh vì ăn ngon mà. Khi cai thuốc xong nó sẽ ăn ngon ngủ ngon này. Anh nào mà gầy thì ăn thoải mái luôn cho nó béo cho nó đẹp này. Đấy. Nên chị em không nước vậy. Một liệu trình như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt phải không ạ? Không quá là đắt nhá. Có thuốc cay đá không chị? Phượng ơi, cay đá thì chị không có đâu nhá. Đấy, cho nên là mọi người ai muốn mua hàng thì mọi người cứ để lại số điện thoại này. Anh Dung Nguyễn ơi, không quan trọng là hút bao nhiêu năm đâu, mà chỉ quan trọng là cái lượng thuốc của một ngày của anh nó hút có nhiều hay không thôi. Đấy, quan trọng là cái lượng hút một ngày là một bao hay là hai bao, thì em sẽ tư vấn liệu trình này, tư vấn liệu trình dùng thuốc nhá. Em ship toàn quốc luôn mà sẽ bao ship cho mọi người về tận nhà này, chỉ có giá là 250.000. Hôm nay em sẽ miễn phí ship luôn, hôm nay hàng về như bão luôn. 3 thùng cai thuốc lá là phải đến 500 cai thuốc lá về nhá. Anh thấy hết no rồi em ơi. Anh Hoàng Hình, anh thấy hết no rồi em ơi, là như nào hả anh? Lê Vũ nhá, hiệu quả anh nhá, chỉ sau 3 đến 7 ngày mọi người đã có thể cai thuốc lá rồi. Quan trọng là mọi người cho em biết là mọi người hút một ngày cái lượng thuốc nó nhiều hay không, thì em sẽ tư vấn liệu trình nhá. Tư vấn liệu trình cho mọi người nhá. Đấy, một chai thì cầm một, nếu mà hút một bao thì cầm một liệu trình như thế này thôi. Còn 2 bao thì 2 liệu trình nhá, 2 bao thì 2 liệu trình này. Đấy, thuốc nó đã hỗ trợ mọi người đến 80% rồi, nhưng mà quan trọng là mọi người có muốn dùng thuốc đều để cai thuốc hay không thôi nhá. Đấy, chứ không phải là mua về thích thì cay, em thích thì thôi, như thế là sẽ không cay được nhá. Khi thèm thuốc mọi người sẽ phải xúc ngay cho em, đi làm cầm theo nhá, đi làm cầm theo này. Chỉ cần xúc miệng cho em một lắc chai như thế này thôi, sau 3 đến 7 ngày mình đã có thể cai thuốc rồi. Đấy, rất là chi là hiệu quả luôn nhá. Đấy, chỉ một nắp chai như thế này thôi, mọi người xúc miệng cho em nhá. Chỉ lấy một nắp chai thôi, các anh đừng có lên tu nhá. Nhiều anh biếng bỏ ra nắp này, thành ra là cứ tu như thế này. Đến cao bảo em ơi sao nó cay thế. Đấy, tại vì nhiều quá mà em bỏ thì chỉ lấy lượng thuốc vừa đủ thôi, chứ em có bỏ là anh tu cả chai đâu. Thế là thành ra là bị cay nhá. Đấy, cho nên là mọi người chỉ lấy cho em một cái lượng thuốc vừa đủ thôi, một nắp chai thôi là đã xúc miệng được rồi. Đấy, cho nên là không dùng nhiều, không uống được đâu. Cho nên là mọi người chỉ lấy cho em một nắp chai, sau đó xúc miệng cho em từ 1 đến 2 phút. Từ 1 đến 3 phút thì càng tốt nhá. Đấy, sau đó mọi người nhổ đi. Đấy là khi mọi người xúc miệng là các chất nicotine đã được đào thải. Nó đã được đào thải ra ngoài nhá. Sau đó là nó sẽ mất dần cái cảm giác thèm thuốc đi nhá. Đấy. Anh Hoàng Hình ơi, anh cứ nếu anh muốn đặt hàng thì anh cứ để lại số điện thoại này, để lại số điện thoại địa chỉ nhá, em sẽ chốt đơn cho anh nhá. Anh cứ để lại số điện thoại địa chỉ nhá, em sẽ chốt đơn này. Một đoạn như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000. Hôm nay anh mua hàng trên này em sẽ miễn phí ship cho mọi người nhá, miễn phí ship luôn ạ. À, đấy, miễn phí ship luôn nhá. Đấy, anh nếu mà mọi người có thể inbox số điện thoại sang cho em, inbox qua tin nhắn ấy, địa chỉ thì em sẽ chốt đơn cho mọi người nhanh hơn nhá. Tại vì nhiều lúc là khi nay xong ấy thì em sẽ chưa có thời gian để chốt cho mọi người. Khi muộn rồi gọi điện thì mọi người không nghe máy, nhưng mà sáng ra thì mọi người để lại số điện thoại nhưng mà gọi thì không nghe máy ấy, thành ra là không chốt được đơn cho mọi người nhá. Cho nên là mọi người lưu ý cho em là họ em là sang tin nhắn, nhắn địa chỉ này, họ tên đầy đủ nhá, số điện thoại em sẽ chốt đơn luôn này cho nó dễ nhá.
con người này cả ngày chè với lại cháo ở đây vậy. Chào bác sư gia, ai chào cả nhất nhá. Đây chào chào ông thông gia này. Ai đang xem thì mọi người chào em một tiếng đi ạ. Chào em một tiếng để em biết ai xem thì em biết tên em chào lại nhá. Nhờ mọi người xem nhưng mà mọi người không chào thì em cũng không biết là ai để em chào lại này. Đấy, ai có nhu cầu mua cái thuốc ấy mọi người chỉ comment xuống bên dưới cho em là anh hút một ngày một bao hay là một ngày hai bao nhá. Như thế thì em sẽ tư vấn liệu trình này, tư vấn liệu trình cho mọi người nhá. Đấy, anh trai nào có nhu cầu thì mọi người cứ để lại số điện thoại này, để lại số điện thoại em sẽ chốt đơn nhá. Em sẽ chốt đơn cho mọi người này. Một liệu trình như thế này chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt so với cái giá thành hiện nay ở trên thị trường nhá. Nhưng mà cái hiệu quả của thuốc, em đảm bảo không có thuốc nào mà nó hiệu quả như thuốc của em bán. Đấy, có giấy tờ của Bộ Y tế đầy đủ nhá, có giấy tờ của Bộ Y tế đầy đủ này. Đấy, được Bộ Công an cấp phép nhá. Nên là rất là đảm bảo luôn, em đảm bảo 100% là thuốc không có tác dụng phụ. Khi mọi người dùng thuốc ấy là sẽ không có cái cảm giác như là đau đầu, mất ngủ, buồn nôn này. Đấy, mà sau khi đó là ngược lại là mọi người ăn ngon ngủ ngon nhá. Ăn ngon ngủ ngon hơn đấy. Tại vì các mọi người biết không, làm sao mà nó ăn ngon ngủ ngon là do nhá, lúc mọi người hút thuốc vào thì cái lực kéo vào nó sẽ làm hơi nó xuống bụng này, vừa xuống bắp phổi vừa xuống bụng này. Đấy, thế là nó làm là lúc nào nó cảm giác như người là nó không đói nhá. Không đói lúc nào cái cơ bụng nó cũng bị kéo ấy, nên là nó không có cái cảm giác là không đói. Nhưng mà sau khi cái thuốc là mọi người sẽ không dùng đến lực phổi nữa, thành ra nó thả lỏng cái cơ thể ra, thả lỏng cơ thể thì thành ra là cái bụng nó rỗng thì thành ra là nó nhanh đói mà ăn thì lại nhanh béo. Đấy, cho nên là các anh trai nào mà béo rồi thì mọi người là chú ý giúp em là ăn hạn chế thôi, ăn đúng bữa đúng giờ thôi. Đấy, nên là ăn nhiều quá là nó sẽ là béo ấy. Cho nên là mọi người lưu ý cho em như thế nhá. Anh nào mà gầy thì mọi người cứ thoải mái ăn này, thoải mái ăn luôn. Đấy, em đảm bảo 100%. Khi anh nào mà dùng thuốc mà có tác dụng phụ, em đền gấp đôi luôn nhá, em đền gấp ba luôn nhá. Còn đâu thuốc của em nó hoàn toàn là thảo dược thôi, không có một cái chất gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người cả. Khi ngậm thuốc thì nó chỉ có vị thuốc bắc với lại vị cay thôi, nó không có một như các anh kia mua thuốc chỗ khác nè, bảo là em ơi anh mua mà thuốc ở đâu nó đắng lắm. Nhưng mà cái thuốc này của em không đắng đâu, mà em đã ngậm được, em xúc thử rồi thì là nó có vị nè. Thuốc bắc này anh nào mà biết là cái cảm giác như rượu táo tàu ấy. Đấy, rượu táo tàu mà các cụ ngâm ngày xưa hay ngâm rượu táo tàu ấy, nó mùi nó y chang như thế. Tại vì cái này nó có khối hồi mà, nên là cái mùi nó rất chi là thơm, không đắng nhá. Nó chỉ cay thôi, rất chi là đơn giản, không có gì khó. Quan trọng là mọi người mua thuốc về có dùng đúng liệu trình cho em không thôi nhá. Quan trọng là mọi người có muốn dùng đúng liệu trình để cai thôi này, hay là mua về này, hay là thôi mua về rồi nhưng mà thôi cố hút hết một tuần này nữa, xong rồi lại sang đến tuần sau, rồi sang đến tháng sau. Nhưng mà sau khi để như vừa đấy bỏ ra dùng đấy, nhưng mà dùng được một lần xong mà lúc lại thèm thì lại không xúc thuốc nữa, thì như thế thì xong mà đến cơ mai lại xúc thuốc, như thế thì nó không cai được mà vất rớt, thì là phí thuốc, là phí tiền này. Đấy, đã quyết tâm cai rồi thì cai là cai luôn nhá, cai là cai luôn. Đấy, cứ thèm thuốc là mọi người lại xúc miệng cho em, thèm lại xúc miệng ngay thì là không bao giờ còn cái cảm giác thèm thuốc nữa. Đấy nhá, là nó đã được làm đào thải các chất nicotine này ra khỏi khoang miệng này. Đấy, mọi người lưu ý giúp em nhá. Là anh Dũng Nguyễn này, anh ơi anh để lại cho em địa chỉ nhá. Địa chỉ thì phải có nơi ở này, có địa chỉ số nhà rồi phường xã thì em mới có thể chốt đơn nhá. Chứ gửi mỗi mà Bạc Liêu không thì biết đâu mà gửi Bạc Liêu thì nó rộng rãi lắm chứ. Tốt như thế sao không bán ra thị trường? Hiền Trần ơi, bán ra thị trường mà cũng đang bán ra thị trường đây thôi, phải không ạ? Cũng đang bán cho mọi người đây thôi, chứ không phải là không bán. Bán tại nhà luôn, là tại nhà luôn nhá, tại nhà mà để bán trên quay mà, bán cho mọi người các nơi để xem mà. Tại vì bán ở nhà thì các mọi người đâu có biết là mình bán thuốc đâu. Đấy, cho nên là thì mình đang bán trên quay cho mọi người xem, mọi người mua nhá. Khí thế thật tự nhiên, tốt thế sao không? Đấy, mọi người ai mà muốn mua thuốc mọi người cứ để lại số điện thoại này, để lại số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mọi người nhá. Rất chi là đơn giản thôi, không có gì là khó, chỉ là xúc miệng thôi nhá. Chỉ xúc miệng một liệu trình như thế này thôi, từ 3
từ 3 đến 7 ngày là cai được thuốc rồi, không đến 3 ngày luôn. Hôm nay khách phản hồi là chỉ có 2 ngày thôi đã cai được thuốc rồi nhá, không còn cái cảm giác thèm thuốc luôn. Đấy, cho nên là mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em là anh hút một ngày một bao hay là một ngày hai bao nhá, em sẽ tư vấn nhá. Em sẽ tư vấn liệu trình này. Đấy, anh trai nào mà hút một ngày hai bao ấy thì cứ phải là hai liệu trình cho em. Đấy, tại vì hút hai bao một ngày nó như là đốt phổi rồi đấy. Cho nên là nghiện lắm, nghiện hút châm liên tục ấy, châm đốt như đốt hương ấy. Cho nên là như thế thì sẽ không, một liệu trình như thế này không cai được nhá, nên là phải hai liệu trình nhá. Anh nào mà từ một bao rưỡi trở xuống thì một liệu trình như thế này thôi. Kéo một liệu trình còn không hết đâu ấy. Một liệu trình còn không hết đâu đấy nhá. Cho nên là mọi người ai muốn mua thì mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em này. Sợ cái gì? Sợ đại lý thuốc khó bán là sao? Hiền Trần Văn không hiểu cho lắm này. Bạn có thể nói lại nhá. Đấy, ai muốn mua thuốc thì mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em nhá. Em sẽ miễn phí ship cho mọi người nhá. Em sẽ miễn phí ship cho mọi người này. Đấy, một liệu trình như thế này thôi chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt nhá. Không quá là đắt đâu ạ. Đấy, chỉ có 250.000 thôi. Về tận nhà mọi người thanh toán tiền này chỉ có 250.000, không quá là đắt nhá. Đấy, chỉ có 3 đến 7 ngày thôi, không mất thời gian nhiều của mọi người cai thuốc này. Đấy, cái thành phần của thuốc là vừa cái cơ chế của thuốc ấy là làm sạch miệng cho mọi người nhá, làm sạch miệng này. Đấy, sau đó là sẽ làm giảm cái lượng thèm thuốc đi này, làm giảm cái lượng thèm thuốc đi nhá, từ ngày đầu đi nhá, làm nó mỗi ngày mọi người xúc ấy nó được đào thải ra ngoài, sau đó nó không còn cái cảm giác thèm thuốc nữa nhá. Đấy, nếu mà anh nào nghiện quá rồi thì hai liệu trình cho em, còn đâu ai là một liệu, ai là một gói hay là gói rưỡi là chỉ cần một liệu trình như thế thôi là cai được này. Mọi người không nên tung thuốc cho em mà chỉ rót ra một nắp chai như thế này thôi, là lấy một nắp chai thôi nhá, sau đó là mọi người xúc miệng cho em từ 1 đến 3 phút hoặc là từ 1 đến 2 phút cũng được. Đấy, theo lượng mọi người, cảm giác mọi người ngậm được đến bao giờ, xúc được đến bao giờ, mọi người cứ xúc như thế nhá. Đấy, sau đó là mọi người nhổ đi cho em là đã được đào thải các chất nicotine này. Đấy, là nó được theo thuốc ra ngoài nhá. Đấy, sau đó là mọi người để cho em là từ 2 đến 30 phút sau mọi người mới được ăn uống lại thoải mái nhá. Thế anh nào mà uống rượu thì hạn chế uống rượu cho em, cai thuốc xong rồi uống sao thì uống, nhưng mà bây giờ mới cai xong ấy thì mọi người mới đang trong quá trình cai ấy, mọi người hạn chế uống rượu cho em này, hạn chế hết mức có thể nhá. Có chứ, bán hết mà, bán hết mà, tại vì lấy hàng về không bán thì để làm gì đây. Đấy, cho nên mọi người ai mà muốn mua cái thuốc ấy, mọi người cứ inbox số điện thoại bên dưới nha, em sẽ gọi điện cho mọi người chốt đơn này. Đấy, em sẽ gọi điện cho mọi người chốt đơn nhá. Một liệu trình như thế này thôi chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt đâu ạ. Không quá là đắt nhất, chỉ quá 250.000 thôi, không bằng một ngày công mọi người đi làm, nhưng mà sau 3 đến 7 ngày mọi người đã có thể cai được thuốc rồi nhá. Rất là đơn giản, không khó đâu ạ, không khó đâu nhá, chỉ xúc miệng thôi ạ. Đấy, một liệu trình như thế này thôi chỉ có giá là 250.000. Cái vị thuốc thì nó rất là không khó đâu nhá, không khó như các thuốc khác đâu. Nó chỉ có vị cay cay một chút thôi. Mà cái vị thuốc của nó là như mùi thuốc bắc ấy, rất là dễ ngửi luôn. Đấy, thơm lắm. Anh trai làm mà bị hôi miệng ấy, vừa chữa được hôi miệng này, còn vừa làm chắc răng này. Đấy, sau đó là vừa cai được thuốc nhá. Chỉ 3 đến 7 ngày thôi. Hôm nay có cái bạn ăn xong đâu rồi nhá. Hôm nay cô Trung thấy vào này bạn ấy cai có 2 ngày thôi nhá. 2 ngày thôi, hôm nay là ngày thứ 2 mà đã bỏ là không còn cái cảm giác thèm thuốc rồi. Đấy, nói mà vợ còn không tin là chồng cai được thuốc. Cai được thuốc thì lại nghiện em. Nghiện làm sao được hả anh? Không nghiện được nhá, nếu mà nghiện thì ngày nào cũng nên xem live thôi nhá. Đừng nghiện quá tí nữa vợ nó thấy nó lại chửi chua. Cho nên là đừng có nghiện nhá, đừng có nghiện nhá. Một cho anh một lọ nha Nguyễn. Quang Trường ơi, anh hút có nhiều không, anh hút có nhiều không này, anh comment xuống bên dưới cho em là một ngày một bao hay là một ngày hai bao nhá, thì em sẽ tư vấn liệu trình nhá. Em sẽ tư vấn liệu trình cho mọi người này, rất chi là đơn giản thôi, cách sử dụng rất chi là đơn giản, không có làm gì là có. Em đã có thể ngậm được thì mọi người có thể ngậm được nhá. Em ngậm thử xem cái vị thuốc nó như thế nào. Chồng em cai thuốc chỉ sau 3 ngày thôi, sau 3 ngày đã cai được thuốc rồi nhá. Cho nên là mọi người chỉ làm theo em hướng dẫn này thì là rất chi là đơn giản, không có gì quá quan trọng. Là mọi người có ý thức được không thôi. Có ý thức là khi mà mình đã cai rồi, thèm thuốc là phải xúc miệng ngay này, không phải là thèm xong là đi lấy thuốc hút đâu, mà là thèm là phải xúc miệng ngay này bằng nước thuốc nhá. Sau đó nó sẽ không còn cái cảm giác
cảm giác thèm thuốc nữa. Đấy, mọi người cứ xúc sau 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng mọi người mới thèm lại thì mọi người lại xúc cho em. Đấy, chỉ có như thế thôi, rất là đơn giản, không có gì khó. Sau 2 đến 7 ngày đã có thể cai thuốc rồi nhá. Một lọ bao nhiêu em? À, anh ơi, một lọ là chỉ có giá là 250.000 thôi, không quá là đắt đâu ạ. Em đã bao ship mọi người về tận nhà luôn này. Bao ship về tận nhà luôn nhá. Nhận hàng mọi người thanh toán tiền ạ. Đấy, khi nhận hàng mọi người phải lưu ý là đọc cho em địa chỉ ở đâu gửi nhá, mà em sẽ là lấy người gửi là hai là tên của vợ chồng nhá, là Việt Tiến này, sau đó là Đầm Hà Quảng Ninh này. Đấy, sau là số điện thoại của em là 0972408658 này. Chị ơi, đánh số điện thoại của em đi nhé. 0972408658 nhá. Ship cho em một theo địa chỉ này. Rồi nhá, ok Phượng nhá. Đến cơ mai chị ship cho này. Anh trai nào mà muốn mua mọi người cứ để lại số điện thoại hoặc là địa chỉ nhá. Để lại địa chỉ em sẽ inbox và chốt đơn cho mọi người nhá. Đấy, một địa chỉ như này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt, không quá là đắt, chỉ với 3 đến 7 ngày mọi người đã có thể cai được rồi. Hôm nay cái bạn kia cai thuốc hút một ngày một bao nhưng mà chỉ cai 2 ngày thôi. Ở 2 ngày đã cai rồi mà bảo nói vợ còn không tin là chồng cai được thuốc. Đấy, nên là thuốc nó rất chi là hiệu quả luôn. Quan trọng là mọi người làm theo em hướng dẫn nhá, chỉ cần một nắp chai thôi. Mọi người đừng nên tu cho em những này rất chi là phí thuốc mà không biết cái liều lượng thuốc của nó như thế nào. Một lọ này nó chỉ có 250ml thôi. Đấy, cho mọi người không được tu để phí thuốc đi nhá. Đấy, cho nên là mọi người chỉ xúc miệng một nắp chai thôi. Đấy, một lắp chai như thế này thôi nhá, từ 1 đến 2 phút. Đấy, sau đó mọi người nhổ đi nhá. Mọi người nhổ đi là để tầm 20 đến nửa tiếng mọi người mới ăn uống thoải mái nhá. Để khi thuốc nhổ đi này nó sẽ còn một thuốc chất thuốc đó sẽ ngấm vào trên da và sẽ ngấm theo vào cái khoang họng này của mọi người nhá. Khi nó tiết ra nước bọt mọi người nuốt cho em nhá. Không được nhổ đi mà nuốt lại. Đấy, mà nuốt lại để làm gì mọi người biết không? Để làm tan cái đờm đi nhá. Làm tan cái đờm thì với các ông bố là hút thuốc nhiều lúc nào cũng khọ khẹt khạc cả đêm. Đấy, các anh trai là hút thuốc thì cũng biết rồi cái cảm giác của mình nó như thế nào phải không ạ? Cho nên là mọi người em đã hướng dẫn như thế, mọi người cứ làm theo nhá. Em đảm bảo khi mọi người dùng thuốc sẽ không có cái cảm giác là như là tác dụng phụ là ăn không ngon này, hay là ngủ không ngon giấc này. Đấy, nhưng mà em đảm bảo khi mọi người cai thuốc xong mọi người ăn ngon ngủ ngon. Đấy, cái bạn kia cai có 2 ngày thôi nhưng mà bỏ thèm ăn cả ngày. 0972408 viết lên để em ghi lại. 0972408658. Ai mua hàng trên Line thì mọi người cứ để lại số điện thoại nhá, em sẽ gọi điện chốt đơn ạ. Em sẽ gọi điện chốt đơn nhá. Đấy, số điện thoại của em là ở bên dưới nhá mọi người. Mọi người ai cứ muốn liên hệ thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp cho em này. Ai muốn tư vấn thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp cho em nhá. Đấy, một liệu trình như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt nhá. Không quá là đắt đâu ạ. Rất chi là rẻ thôi nhá. Chỉ bằng một ngày công, không bằng một ngày công mọi người đi làm đâu, nhưng mà sau khi đó là từ 2 đến 7 ngày mọi người đã cai được thuốc lá rồi mà em đã miễn phí ship về tận nhà nhá. Cắt bình dương cho anh. Địa chỉ ạ. Anh ơi, anh có thể viết cho em là địa chỉ là phường, xã, huyện nó ở đâu không? Thì như thế em sẽ chốt đơn nó dễ hơn này. Chứ mọi người chỉ viết mỗi tóm tắt như thế thì sẽ không, em không chốt đơn được, khi người ta gửi thì nó sẽ hay bị lạc. Nó bị lạc đơn đấy, cho nên là mọi người giúp em là ghi rõ địa chỉ này, phường, xã này, rồi nhà ở đâu thì nó sẽ dễ hơn nhá. Thì vì khi người ta xếp hàng nó sẽ dễ hơn này. Đấy, cho nên là mọi người cứ để là số điện thoại em sẽ phải gọi điện lại để check in cái địa chỉ lại nhá. Đấy, cho nên là mọi người lưu ý giúp em là phải viết chuẩn địa chỉ này. Nhưng mà sau mai em vẫn phải gọi điện cho mọi người nhá. Cho nên là nhiều người đặt hàng nhưng sau đó lại chối này bảo không phải. Cho nên là em phải gọi điện đúng có phải là lấy không. Không lấy thì em sẽ không chốt đơn này. Đấy, cho nên là mọi người ấy, ai mà mua hàng ấy thì mọi người cứ inbox xuống bên dưới nhá. Số điện thoại địa chỉ này. Đấy, một địa chỉ như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000. Em hôm nay em miễn phí ship toàn quốc luôn này. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Đấy, thuốc lá thì là về rất nhiều luôn, chứ không phải là cầm một lọ trên tay mà bán chơi đâu. Rất chi là nhiều luôn, mấy trăm cái thuốc, cả nghìn cái thuốc cơ, chứ không phải là một lọ. Cho nên là mọi người ai muốn mua mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em này. Cái thành phần của nó ấy là toàn hoàn toàn bằng thảo dược tự nhiên nhá, như là bồ công anh này, kim ngân hoa này, đấy, kim ngân hoa này, cúc hoa, quế nhục, cam thảo đại hồi này, rượu 35 độ này. Khi đã có cái thành phần quế nhục ấy là cái có quế đấy, cho nên nó thơm mùi quế nhá. Cho nên là khi mọi người ngậm nó chỉ sẽ có vị cay thôi,
nó bị cay luôn nhá. Đấy, còn đâu là nó sẽ không có một cái tác dụng phụ khi mọi người dùng thuốc là sẽ không có bị như là đau đầu, mất ngủ, buồn nôn này, nhưng mà sau khi mọi người mà cai thuốc ấy, nó sẽ ăn ngon ngủ ngon nhá. Anh trai là béo rồi thì mọi người hạn chế ăn cho em, hạn chế ăn nhá, ăn đúng điều đựng thôi chứ đừng ăn thả phanh là béo lắm. Anh trai nào mà gầy rồi ăn thoải mái cho em, ăn cho béo cho nó đẹp này. Đấy, rất là chi là đơn giản thôi, chỉ xúc miệng thôi nhá, xúc miệng thôi. Là mọi người chỉ cần lấy cho em một nắp chai như thế này, sau đó là mọi người xúc miệng cho em từ 1 đến 2 phút. Từ 1 đến 2 phút nhá, đừng có tu cầm cả chai tu như thế này. Một cái mồm to như thế thì làm sao mà được bao nhiêu cho nó đủ phải không? Nhưng mà không ngậm được đâu. Nó sặc đấy, không ngậm được đâu, cho nên là mọi người phải lưu ý giúp em là chỉ lấy một nắp chai thôi. Một nắp chai như thế này, một nọ nó chỉ có là 250ml, nó đủ dùng cho một cái liệu trình cai thuốc thôi. Nó đủ dùng cho một cái liệu trình cai thuốc thôi, cho nên mọi người đừng có phí phạm thuốc. Đừng có phí phạm thuốc nhá, khi em đã hướng dẫn thì mọi người phải làm theo này. Đấy, chỉ một nắp chai như thế này thôi, xúc miệng cho em từ 1 đến 2 phút. Sau đó mọi người nhổ đi, mọi người để này để cho em từ 2 đến 30 phút nhá, thì mọi người ăn lại thoải mái nhá. Cho nên là khi mọi người nhổ đi rồi, nó sẽ còn một cái lượng thuốc nó tiết ra từ vừa lớp bọt này. Đấy, mọi người nuốt cho em nhá, đừng có nhổ đi nữa mà nuốt xuống để cho nó tan cái đờm đi. Đấy, khi mọi người cắt thuốc xong ấy, sẽ không có cái cảm giác mắc đờm khạc cả ngày cả đêm nữa. Đấy, rất chi là cái công dụng của nó rất chi là tốt, vừa giúp mọi người chắc răng này. Đấy, nó lại còn vừa làm thơm miệng nhá. Đấy, anh nào mà miệng hôi mà vợ chê ấy, đã hút thuốc rồi lại còn mà miệng hôi nữa thì rất chi là hôi luôn. Cho nên là dùng cái này đấy thì nó rất chi là hiệu nghiệm luôn. Đấy, dùng cái này là rất là thích nhá. Cho nên là không khó dùng đâu, em ngậm được. Anh Nguyễn Quang Trường này, anh ơi, nếu mà không có gì thì sáng mai em sẽ gọi điện nhá, gọi điện chốt đơn cho anh nhá. Mai em sẽ gọi điện thì em sẽ phải gọi điện lại để chốt đơn, có xem có chính xác là mọi người đặt hàng hay không. Không, nhiều lúc thì khách nó để lại số, khách thì để lại số điện thoại sai ấy, cho nên là không chốt được đơn mà không ship được nhá. Kim Kim này, ship toàn quốc luôn nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại địa chỉ đầy đủ nhá. Để lại số điện thoại đầy đủ nhá thì mình sẽ chốt đơn cho mọi người dễ dàng này. Không thì mọi người có thể inbox vào tin nhắn cho em là anh lấy một nọ này, một liệu trình này, xong đó là tên họ, tên phường xã đầy đủ thì em sẽ chốt đơn dễ dàng nhá. Em chào anh Thắng Toan này. Rất là đơn giản thôi, không có gì là khó đâu. Quan trọng là mọi người về dùng đúng liệu trình cho em, dùng đúng liệu trình nhé, chứ không phải là thích thì mang ra súc một ngụm, sau đó lại thích thì lại hút thuốc, như thế thì sẽ không cai được. Cho nên là phải cai, là thèm thuốc là phải súc ngay, đi làm là phải cầm theo, đút túi cầm theo. Nó bé thôi mà, nó cũng không gọi là quá to đâu, nó chỉ có là 250ml đấy. Các ông bố là có thể để cốp xe hoặc là đút túi quần mang theo, đơn giản thôi nhá. Cho nên là liều lượng dùng thì em đã hướng dẫn mọi người rồi, chỉ một nắp chai thôi, không quá nhiều, đừng có lạm dụng thuốc quá như thế, phí thuốc lắm. Tại vì nó chỉ đủ cho liệu trình thôi mà, đủ cho liệu trình thôi, cho nên mọi người không được phí phạm thuốc. Khi em đã hướng dẫn mọi người chỉ một nắp chai thôi nhá. Như hôm nay anh kia là em đã hướng dẫn rồi, nhưng mà lười đổ ra nắp thì uống vào một thì lười nhá, cho nên thành ra là tu như thế này. Bỏ em ơi, anh cay lắm. Thế em bảo hết, bảo là anh tu, bảo ai bảo anh tu đâu. Em bảo rồi là chỉ lấy một lắc chai này thôi, nhưng mà không nghe thì đi tu vào thì nó chẳng cay. Nó chỉ, em đã hướng dẫn rồi, chỉ lấy đủ lượng thuốc để một lần xúc miệng thôi, đừng có lấy nhiều quá, như thế phí thuốc lắm. Cho nên là mọi người lưu ý giúp em nhá. Sau này những cái anh này hỏi toàn cái thuốc cay phụ nữ cay đi thì sống làm gì cho nó buồn nhỉ. Cái gì nhà người ta gọi là đàn ông không có đàn bà thì nó gọi là cái gì nhỉ? Cái câu này rất hay nhưng mà khéo hôm nào phải lên ông ngoại hỏi lại. Đó, xem nào, hôm nào phải lên hỏi lại ông ngoại cái câu này mới được. Rồi quên rồi, hôm nào nghe nén được nhưng mà hôm nay quên rồi. Chào Lý Sang này. Anh trai nào mà muốn mua cây thuốc lá, thuốc nào mọi người cứ inbox xuống bên dưới này. Đấy. Đấy, số điện thoại em là em ghi bên dưới nhá. Cho nên là anh trai nào mà cũng muốn gọi điện thoại trực tiếp cũng được, em sẽ tư vấn cho mọi người này. Đấy, ai mà muốn mua cái thuốc mọi người để lại cho em nhá, số điện thoại nhá. Anh nào mà hút một bao rưỡi thì chỉ một liệu trình như thế này.
anh nào hai bao thì cái lượng nghiện nó quá cao rồi, cho nên là phải hai liệu trình. Còn đâu anh nào mà hút thuốc nào hay là bác nào mà hút thuốc nào hàng lâu năm ấy mà cái lượng nghiện của nó rất chi là cao, mọi người biết là sao thì nó cao, nó phải dùng hai liệu trình không? Tại vì khi hút thuốc lá nó có cảm giác bình thường đâu, có phê pha phải không ạ? Nhưng mà ai mà từ thuốc lá mà nhảy sang thuốc nào hút vào nó gọi là nó say điên đảo luôn ấy, hàng lâu đi mới tỉnh ấy. Cho nên là vì sao là nó phải dùng hai liệu trình là như thế. Chào anh Triệu, anh Hoàng Triệu này. Đấy, cho nên là mọi người muốn mua cái thuốc ấy, mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em sẽ gọi điện chốt đơn nhá. Rất chi là đơn giản thôi, cách dùng thì nó chỉ là nước xúc miệng thôi, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe này. Có hôm nay em có thấy phản hồi của khách là mua cái thuốc của hãng khác, khi dùng nó sẽ đắng này, nó đắng mà bảo anh đi làm mà nó cảm giác nó say, nó say mà đến nỗi mà xâm hết mặt mũi vào đấy. Cho nên là mọi người lưu ý là dùng thuốc là phải chuẩn nhá. Em đảm bảo khi anh dùng thuốc không có tác dụng phụ luôn, không có tác dụng phụ. Ai mà có tác dụng phụ em đền gấp đôi luôn chứ không phải là 250.000 như thế này đâu. Đấy, cho nên là mọi người lưu ý giúp em nhá, thuốc em là hoàn toàn bằng thảo dược là một này, hoàn toàn bằng thảo dược nhá. Thành phần của nó là thành phần của nó thì là đây này, bồ công anh này, kim ngân hoa, cúc hoa, quế nhục này, cam thảo đại hồi này, cho nên là toàn những cái thành phần thuốc quý, mới này chỉ ở rượu 35 độ thôi, cho nên là nó có vị cay này, vị thuốc bắc này, nên là khi mọi người ngậm sẽ không có cái cảm giác đắng, nó không ngái lắm đâu. Em ngậm được không có cái cảm giác gì cả, không có bị đắng hay là bị gắt gì cả nhá, cho nên là rất là dễ thôi. Nên là mọi người chỉ anh ơi hết pin rồi, sạc pin đi em ơi, anh ơi cắm cái dự phòng ở đây nè. Thế là rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ đi làm là mọi người cầm theo đi này. Đấy, rất là đơn giản thôi, không quá là khó, chỉ xúc miệng thôi, từ 1 đến 2 phút là mọi người có thể nhổ đi rồi. Sau đó 2 đến 3 tiếng mọi người lại thèm thuốc lại một lần thì mọi người lại xúc miệng cho em nhá, xúc miệng cho em. Thế cứ như thế thôi, chỉ sau 2 ngày nó đã không còn bớt đi cái cảm giác thèm thuốc rồi. Anh nào nghiện nặng rồi thì đến 3 ngày là nó mất dần cái cảm giác thèm thuốc đi rồi nhá. Hôm nay có bạn là bạn gì hôm nay không, chưa tối nay chưa thấy vào này. Đấy, bạn ấy là dùng chỉ có 2 ngày thôi đã không còn cái cảm giác thèm thuốc rồi. Nói mà vợ người không tin là chồng cai được thuốc đấy. Đấy, khi cai thuốc xong mọi người có cảm giác là ăn nhiều này, ăn nhiều nhá. Ăn nhiều ngủ ngon này. Đấy, cho nên là anh nào gầy ấy thì nó rất chi là béo, còn đâu mà anh nào béo rồi thì mọi người lên giúp em là ăn uống điều độ thôi, ăn đúng bữa thôi nhá. Đấy, chứ ăn thảo phanh là rất chi là béo, cho nên là chỉ khó tập thể dục nhiều hơn nhá. Đấy, một liệu trình như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000. Hôm nay em mua hàng trên này em sẽ miễn phí ship cho mọi người này, miễn phí ship nhá. Đấy, thuốc thì là được sản xuất tại tại công ty là Tân Lạc Việt này, ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, còn do công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương phân phối độc quyền nhá. Em là tổng đại lý của công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương này. Đấy, em là đại lý nhá. Cho nên là mọi người ai muốn mua cái thuốc thì mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em nhá. Thuốc có trên bao bì này có hot theo của nhà thuốc nhá, cho nên là mọi người cứ gọi điện đến là sẽ có người tư vấn này, gọi điện đến sẽ có người tư vấn nhá, cho nên mọi người cứ yên tâm nhá, cứ yên tâm về cái chất lượng luôn này, vừa đảm bảo sức khỏe cho mọi người nhá. Em đảm bảo thuốc gì vậy à anh ơi, cái này là anh Duy Thảo này, cái này là thuốc cai thuốc lá thuốc nào nhá. Đấy, chỉ một liệu trình như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt phải không ạ? Đấy, ai đang xem thì mọi người chào em một tiếng ạ, chờ em một tiếng để em chờ lại nhá. Một liệu trình như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt so với mọi người mua xem các loại thuốc cắt trên thị trường nhá. Duy Thảo này, làm sao mà thuốc phiện mà cai được? Thuốc phiện thì giờ làm gì còn ở ngoài nữa, thuốc phiện thì phải vào trại rồi chứ. Đấy, một liệu trình như thế thôi, chỉ có giá là 250.000, hôm nay em mua hàng trên này em sẽ miễn phí ship này. Đấy, cho nên mọi người cứ comment xuống bên dưới nhá. Comment xuống bên dưới là anh hút một ngày một bao hay là một ngày hai bao nhá. Anh Hải Nương ơi, anh cho em địa chỉ luôn nhá. Anh cho em địa chỉ này, em sẽ chốt đơn cho anh này. Đấy, anh cho em địa chỉ nhá. Đấy, cho nên là mọi người lưu ý giúp em này,
khi dùng thuốc mọi người chỉ nên lấy một nắp chai thôi, không nên lấy lượng quá nhiều nhá, không đầu tư nhá, mà chỉ lấy một nắp chai này là đủ một cái lượng xúc miệng rồi. Cho nên là mọi người lưu ý giúp em như thế, thì cái lượng thuốc nó chỉ có 250ml nhá, cho nên là không phải là nhiều đâu, không phải là một lít đâu. Cho nên là mọi người lưu ý giúp em như thế, nó là chỉ đủ điều trị cho mọi người cai thôi, cho nên là không được phí phạm thuốc nhá. Xúc nhiều thì cũng thế thôi, cho nên là mọi người chỉ lấy thêm lượng vừa đủ là một nắp chai này thôi. Ngậm nhiều quá cũng không ngậm được đâu, tại vì nếu mà ngậm nhiều quá nó sẽ cay, cho nên là mọi người chỉ ngậm vừa đủ thôi nhá, vừa đủ thôi. Đấy, cho nên em hướng dẫn rồi, một nắp chai như thế này mọi người xúc nhiều cho em từ 1 đến 2 phút. Đấy, anh nào mới đầu mà chưa quen thì mọi người xúc cho em 1 phút, sau quen rồi xúc 2 phút nhá. Cứ như thế sau 2 đến 3 ngày là mọi người đã mất dần cái cảm giác thèm thuốc rồi. Đấy, cho nên là mọi người lưu ý là phải dùng đúng theo em hướng dẫn này. Đấy, anh nào mà uống rượu ấy thì mọi người hạn chế đi, hạn chế uống rượu cho em trong cái lúc cai thuốc nhá. Đấy, rất là đơn giản, một lọ thuốc như thế này thôi, có 250.000 không quá là đắt. Một ngày công của các anh đi làm còn cao hơn như thế này. Đấy, không quá là đắt đâu ạ, không quá là đắt nhá. Ai mua hàng thì mọi người cứ để lại địa chỉ này, số điện thoại này, em sẽ chốt đơn nhá. Em sẽ chốt đơn cho mọi người ạ. Hôm nay hàng về ngập nhà luôn, cho nên mọi người không lo thiếu cai thuốc bán cho mọi người nhá. Một ngày em phát 22 lần mà cai thuốc lá mà cứ về liên tục thôi. Cũng mọi người cũng mệt lắm, nhưng mà khi thấy thuốc tốt quá cho nên là cứ phải giới thiệu cho mọi người mua để dùng này. Đấy. Rất là đơn giản thôi, một liệu trình như thế này chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt đúng không ạ? Không quá là đắt, so với các thuốc khác trên thị trường ấy thì nó còn đắt hơn, nhưng mà em đảm bảo 100% không có cái thuốc nào mà nó hiệu quả như cái thuốc của em bán. Đấy, em đảm bảo với mọi người luôn, khách phản hồi này rất chi là nó chỉ có 3 ngày 2 ngày đã cai được rồi. Anh nào nhiều nhất là 4 ngày. Đấy, rất chi là dễ thôi. Đấy, phản hồi của khách rất chi là tốt, chứ không phải là thuốc không tốt mà nên đây ngồi mà nói phép đâu. Cho nên là mọi người cứ dùng theo em hướng dẫn, em đảm bảo 100% là cai được thuốc nhá. Đảm bảo 100% là cai được thuốc này. Đấy, thuốc đã tốt rồi, nhưng mà quan trọng là người dùng có dùng đúng như theo em hướng dẫn hay không thôi. Đấy, thuốc đã hỗ trợ mình đến 80% rồi, nhưng mà còn phải tùy 20% ý thức của mọi người. Ý thức của mỗi người là có muốn cai thuốc hay không thôi, hay là nững nờ khi mua về rồi lại bỏ là không cai nữa. Như thế vất đi rất chi là phí thuốc. Đấy, vất đi rất chi là phí thuốc nhá. À đấy, bố cô thóc này, mình ngậm 4 ngày sợ mùi thuốc. Đấy nhá, đấy rất chi là tốt, nhiều phản hồi tốt lắm. Hôm nay mọi người mua hàng trên live này vẫn vào xem em live mà. Trời ơi, đã một rồi, mua thuốc rồi nhưng mà ngày nào cũng phải vào xem live thì mới chịu được. Đấy, cho nên là mọi người nhá, mọi người này, ai mà muốn mua hàng ấy, mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em này. Một ngày mọi người hút một bao hay hai bao nhá, thì em sẽ tư vấn liệu trình nhá. Đỗ Hải ấy, có phải Đỗ Hải không nhỉ? Đỗ Hải ở đấy thì mà comment xuống cho chị biết nào, hôm ấy chồng em cai thuốc mấy ngày cho mọi người cùng biết nhá. Chồng em cai thuốc mấy ngày. Đấy, mọi người lưu ý giúp em là chỉ với một điều chỉnh như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000. Giờ hôm nay em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người nhá. Nhận hàng thanh toán tiền nhá. Cho nên là em đảm bảo 100% với mọi người là khi mọi người dùng thuốc sẽ không có một cái tác dụng phụ như là chóng mặt, buồn nôn hay là đau đầu, mất ngủ nhá. Đấy, nhưng mà sau khi mọi người á cai được thuốc đi rồi, thèm ăn lắm, cả ngày chỉ thích ăn thôi. Cho nên là khi nào anh nào mà cai rồi thì rất chi là béo, nhưng mà anh nào béo rồi còn béo nữa thì mọi người nên hạn chế cho em là ăn đúng bữa thôi, đúng giờ thôi, chứ không được ăn thả phanh là béo. Đấy, một liệu trình như thế này có 250.000 thôi, không quá là đắt so với túi tiền của mọi người nhá. Mà 2 đến 3, có người thì 2 ngày đã cai được rồi này. Đấy, người 3 ngày, người 4 ngày này. Đấy, cho nên là tùy theo mọi người do công việc này, hay là mọi người dùng ấy không đúng thì cháu ơi, đồng giáp cháu ơi, không biết nào cô nói gì luôn đấy, cô có thể nói lại được không ạ? Như thế cháu không đọc được, đã thiếu dấu rồi, nhưng mà viết chữ khó đọc quá, không đọc được ra luôn đấy, không hiểu là cái gì. Cho nên là cô hỏi cháu là cô comment lại nhá, comment lại là viết có dấu này. Thôi tốt lắm chị nha, cảm ơn Đỗ Hải nhá. Tại vì hôm ấy thấy em nói là chồng cai được
3 ngày rưỡi nhở, cai được là chưa hết một liệu trình phải không ạ? Chưa hết một liệu trình nhỉ. Đấy, ai mà đang xem live đi, mọi người cứ comment xuống bên dưới cho em là anh hút một ngày một bao hay là một ngày hai bao nhá. Anh Sinh Nguyễn này, thuốc này là ở Hà Nội nhá, Hà Nội sản xuất tại Hà Nội luôn ạ. Sản xuất tại Hà Nội nhá. Cái này là của công ty đây của công ty Tân Lạc Việt này. Đấy, ở Đại Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội nhá. Đại Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội này đang được công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương phân phối nhá, phân phối độc quyền luôn ạ. Thuốc được kiểm nghiệm của Bộ Công an này, có giấy phép của Bộ Y tế này, cho nên mọi người dùng cứ yên tâm nhá. Em đảm bảo khi mọi người dùng sẽ không có tác dụng phụ, không có tác dụng phụ như các thuốc khác ở trên thị trường. Em đảm bảo 100% với mọi người là như thế nhá. Thì hôm nay em thấy rất chi là nhiều phản hồi của khách là dùng vào là cái thuốc của bên gì ấy nó đắng lắm, mà liệu trình của nó là 600 một liệu trình. Đấy, khi là khi dùng nó đắng lắm, đắng không có thể nào mà ngậm được, mà khi ngậm vào nó sẽ sấp lên trên đầu này, nó có cảm giác như là nó say say theo cái kiểu kiểu mắt cứ díu vào ấy. Anh bảo là anh đi xe mà anh còn như suýt ngã đấy. Cho nên là mọi người lưu ý là mua là phải mua chuẩn hàng. Đấy, không phải là không quan trọng là đắt hay rẻ đâu, nhưng mà mua phải chuẩn hàng nhá. Chồng em cai 4 ngày là cai được rồi, không dùng hết liệu trình nữa. Ở đấy, thuốc rất chi là tốt mà, cho nên mọi người phải dùng đúng liệu trình cho em nhá. Có thuốc cai rượu không cháu? Cô ơi, không có thuốc cai rượu nhá. Không có thuốc cai rượu, cái này để cháu sẽ phản ứng lên công ty nhá, sẽ làm ra cái thuốc cai rượu này. Đấy, tại vì cháu cũng muốn có, nhiều người hỏi lắm, nhiều người hỏi mà muốn có thuốc cai rượu lắm, nhưng mà hiện tại là chưa có ạ. Cái này là thuốc nước nhá, cái này là nước xúc miệng ạ. Mọi người lưu ý cho em là đây là nước xúc miệng nhá, sẽ có thành phần của thuốc là nước xúc miệng ở đây, cho nên là mọi người không được uống nhá, không uống được đâu ạ, không uống được đâu ấy. Chứ không phải là uống mà không uống được đâu. Mọi người chỉ lấy cho em một nắp chai. Thành phần của nó là kim ngân hoa này, cúc hoa, quế nhục, cam thảo, đại hồi, rượu 35 độ. Khi mọi người ngậm là nó có vị cay nhá. Nó không khó lắm đâu, không khó như các thuốc khác là phải đắng, phải gay gắt đâu nhá. Mà cái này nó chỉ có mùi thuốc bắc với lại chút cay cay thôi, cho nên là cũng rất dần dễ ngậm thôi, không khó. Tại vì em đã được ngậm thử rồi mà, em đã ngậm thử rồi. Đấy, cho nên là mọi người lưu ý giúp em là khi sử dụng thuốc chỉ lấy một lắp chai xúc miệng cho em từ 1 đến 2 phút. Sau đó mọi người nhổ đi nhá, nhổ đi mọi người, để cho em từ 2 đến 30 phút mọi người mới được ăn lại thoải mái. Để khi cái lượng thuốc khi mọi người nhổ đi nó sẽ vẫn được bám ở răng này, vừa làm chắc răng vừa làm thơm miệng. Sau đó nó tiết ra nước bọt, mọi người nuốt cho em nhá, đừng có nhổ đi nữa, phí. Nuốt lại cho em để cho nó tan cái đờm, cho nó cái tan cái đờm của mọi người là khi hút thuốc nhiều, rất chi là nhiều đờm. Đấy, cho nên mọi người lưu ý như thế nhá. Anh ơi bỏ được nhá, quan trọng là anh cứ comment xuống bên dưới cho em là 1 ngày 2 bao hay là 1 ngày 2 bao, em tư vấn liệu trình cho anh nhá. Rất là đơn giản thôi, ai mua thuốc thì mọi người comment số điện thoại này, địa chỉ này, em sẽ chốt đơn nhá. Em sẽ chốt đơn cho mọi người ạ. Thuốc dùng hiệu quả lắm chị, cảm ơn Đỗ Hải nhá. Khi thuốc tốt rồi thì có thể giới thiệu cho chị nhá, giới thiệu cho anh đến nhiều người biết đến cai thuốc lá nhá. Một liệu trình như thế này thôi chỉ có giá là 250.000, em sẽ bao ship toàn quốc ạ, miễn phí ship toàn quốc cho mọi người luôn nhá. Khi nhận hàng mọi người thanh toán tiền là không phải chuyển khoản trước hay là như thế nào nhá. Vậy em bao ship toàn quốc luôn ạ, nếu mà mọi người mua ở ngoài này sẽ phải mất thêm 30-40.000 tiền ship về tận nhà nhá. Cho nên là ai mua hàng trên này là chỉ có mất là 250.000 thôi là được về tận nhà rồi nhá. Cách dùng thì rất chi là đơn giản thôi, không quá là khó, chỉ xúc miệng thôi mà. Xúc miệng sao không xúc miệng được phải không ạ? Các anh đi làm thì cầm theo thôi nhá. Đấy, nó rất là nhỏ và tiện gọn này. Đi làm có thể đút vào cốc xe hay là đút vào túi quần vẫn cầm được đi mà. Cho nên là mọi người rất là tiện, không có gì là khó nhá. Không có gì là khó này. Cái cơ chế của thuốc là làm giảm thèm thuốc này, làm chắc răng này, làm thơm miệng này. Đấy, cho nên là mọi người chỉ cần xúc thật cứ một ngày đầu nó mất dần cái cảm giác, mất cái chất nicotine đi, cái chất gây nghiện ấy, là mọi người bao nhiêu lâu năm nó tích tụ vào đấy, sau đó nó đào thải dần nhá. Cứ mỗi lần xúc miệng nó đào thải ra này, cứ mỗi lần xúc miệng là được đào thải ra này, cho nên là cứ như thế, cứ xúc một nắp chai thôi, cứ xúc như thế.
thế một hai lần chẳng như một tiếng sau mọi người lại thèm lại này, thế là hai tiếng sau, ba tiếng sau, bốn tiếng sau, chẳng như ngày đầu tiên thì một tiếng sau nó thèm lại thì mọi người lại xúc vào mát chai, chẳng như ngày thứ hai bắt đầu nó lại làm bớt đi thì mọi người hai tiếng thì mọi người lại xúc cho em một lát chai đấy, cứ như thế thôi rất chi là đơn giản, không quá là khó phải không ạ? Nó đơn giản lắm chứ mọi người cứ nghĩ là cái thuốc khó thôi, nhưng mà quan trọng là mọi người có ý thức dùng thuốc hay không thôi này, có ý thức dùng thuốc hay không thôi nhá. Còn đâu là thuốc thì rất chi là tốt, quan trọng là mọi người có ý thức dùng thuốc hay không này. Thuốc nó hỗ trợ mọi người đến 80% rồi, quan trọng 20% là khi mọi người mua về mọi người dùng đúng liệu trình cho em, chứ không phải là dùng một lần xong mọi người bỏ dở, như thế thì sẽ không cai được thuốc. Liệu mua thì bao lâu là nhận được? Anh ơi anh ở đâu ạ? Anh ở đâu ạ? Nếu mà như ho, nếu mà mai em gửi hàng thì sang tuần nhá, sang tuần mọi người sẽ nhận được, sang tuần từ thứ hai thứ tư là mọi người sẽ nhận được hàng này, sang tuần tuần thứ hai thứ tư sẽ nhận được hàng nhá. Anh nào muốn mua thì mọi người cứ comment vào tin nhắn cho em này, comment vào tin nhắn cho em sẽ chốt đơn cho mọi người dễ dàng nhá. Có địa chỉ mọi người ghi rõ đầy đủ cho em là nơi ở này, có số nhà thì có số nhà, mà có phường có xã thì mọi người ghi vào nhá, thì thế em sẽ chốt đơn mà bưu điện nó sẽ phát tận nhà, đỡ phải hỏi lại. Cho nên là mọi người lưu ý cho em là phải có địa chỉ đầy đủ thì em mới có thể xếp hàng nhá. Một liệu trình như thế này thôi chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt so với cái giá tiền của mọi người ở các hãng khác còn đắt, đắt gấp đôi luôn, nhưng mà không hiệu quả đấy. Nên là em đảm bảo với mọi người khi em mà đã dùng cái thuốc này rồi ấy, thì mọi người sẽ biết đâu nhỏ hôm nay không có cái bạn ăn xong hôm nay vào bảo là hai ngày đã không còn cái cảm giác rồi, nói mà vợ còn không tin là chồng cai được thuốc đấy. Cho nên là nếu mà không khỏi thì mọi người chẳng vào chửi em như phải không ạ? Nếu mà thì thuốc tốt thì mọi người vào comment là dùng được cái thuốc rồi. Chắc hay là ốm hả? Chắc mệt. Đấy. Cho nên là ai mà muốn cái thuốc ấy, mọi người cứ comment xuống bên dưới là anh hút một ngày một bao này, một ngày hai bao này, em sẽ chốt đơn nhá. Em sẽ chốt đơn cho mọi người nhá. Rất là đơn giản thôi, không quá là khó. Chỉ với 250.000 không bằng mọi người một ngày đi làm đâu ạ, không bằng một ngày mọi người đi làm đâu. Đây là khi cai được thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe cho mình này. Đấy, khi cai xong á, em đảm bảo luôn là mọi người ăn ngon ngủ ngon là béo lên nhá. Ăn ngon ngủ ngon béo lên, không có tác dụng phụ. Ai mà có tác dụng phụ em đề gấp 3, gấp 5 lần. Nhưng mà đằng này thuốc của em không có một cái tác dụng phụ. Khi mọi người dùng thuốc là chỉ có thèm ăn thèm ngủ thôi, thèm ăn thèm ngủ thôi, chứ không có bị mất ăn mất ngủ đau đầu rồi đấy. Cho nên là mọi người dùng rất chi là thích, chỉ 2 đến 3 ngày đã có thể cai được đấy. Có bạn là 2 ngày đã cai được rồi, người 4 ngày, người 5 ngày đấy. Mỗi người theo một cái kiểu nghiện khác nhau đấy, mỗi cái lượng nghiện khác nhau ấy. Cho nên là mỗi người một cái cuộc sống khác nhau, cho nên là nó sẽ khác nhau chứ không giống ai giống ai được. Cho nên là mọi người lưu ý giúp em là khi mà đã cai rồi, mọi người là thèm, mọi người phải xúc ngay cho em, chứ không phải là thèm mà đi lấy hút thuốc đâu nhá. Anh chờ Trần Văn Đức ơi, anh cứ cho em địa chỉ nhá, hoặc là anh cứ nhắn tin sang cho em này, nhắn tin sang cho em luôn nhá, địa chỉ số điện thoại này họ tên này, em sẽ chốt đơn luôn ạ. À, em sẽ chốt đơn luôn nhá. Cho anh một nọ với Nguyễn Văn Sơn này. Anh ơi, anh cứ để lại số điện thoại này, địa chỉ nhá, em thì em mới chốt đơn được. Anh cứ để lại số điện thoại, em mai em vẫn phải gọi trực tiếp lại cho mọi người này, gọi trực tiếp lại cho mọi người nhá. Sáng mai em sẽ chốt đơn hết lại cho mọi người. Em vẫn phải gọi điện xác minh là có phải anh không, chứ không nhiều lúc người cho sai số điện thoại đấy, nên là sẽ không chốt được. Xong rồi đến hôm sau này bảo là sao không gửi hàng, tại vì số điện thoại sai mà. Nên cứ lúc gọi không nghe máy thì là sao mà chốt được đơn đấy. Cho nên mọi người lưu ý cho em là khi em gọi điện mọi người nghe máy nhá, số điện thoại thì em ghi bên dưới ạ. Số điện thoại của em là 0972408658 nhá. Đấy, cho nên là khi mọi người nhận hàng mọi người cũng phải xem ai là người gửi này. Em sẽ là lấy làm tên là Việt Tiến nhá. Việt Tiến là tên của hai vợ chồng. Đấy, là Đầm Hà Quảng Ninh nhá, Đầm Hà Quảng Ninh. Đấy, khi nào mà bưu điện gọi em ơi có một cái đơn hàng ở của công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương này ở Quảng Ninh này, gửi đơn hàng 250.000 thì mọi người nhận cho em nhá. Đấy mọi người, để tránh cái trường hợp là mọi người nhận phải hàng giả, hàng nhái của những cái người, nếu mà chẳng như lấy số điện thoại gọi điện cho mọi người tưởng em đấy. Cho nên mọi người lưu ý là em chỉ có một số điện thoại thôi nhá.
Đấy, ai mà muốn mua cái thuốc mọi người cứ để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Rất là đơn giản thôi, không quá là khó đâu ạ. Quan trọng là mọi người có muốn cai hay không thôi. Có muốn dùng cái liệu trình thuốc này không thôi nhá. Rất là thơm, em có thể ngậm cho mọi người xem mà. Em có thể ngậm cho mọi người xem mà. Đấy, rất chi là dễ ngậm thôi, không quá là khó. Anh lên lấy thử cho em cái, anh chị lấy cho em cái lọ thuốc dở ở trên này. Rất là dễ thôi mà, không quá là khó đâu. Em có thể ngậm cho mọi người xem mà. Em có thể ngậm luôn nhá. Đây là một nắp chai như thế này nhá. Một nắp chai thôi, không ngậm nhiều đâu. Đấy nhá, em đi nhổ xong này, nhổ xong nó không sao cả nhá mọi người nhá, rất chi là thơm luôn ạ. À. Rất chi là thơm luôn. Đấy là cái lọ chồng này chồng em cai 3 ngày thôi. Đấy, chồng em cai 3 ngày như thế này đã cai được thuốc rồi này mọi người này. Đấy, như thế thì em mới có. Đấy, đấy, khi em nhổ xong em vẫn có thể nuốt xuống mà. Khi em nhổ xuống họng đây này, em ngập xong em có nó tiết ra nước bọt mà em nuốt xuống mà. Đấy, nuốt xuống để làm tan đờm nhá mọi người nhá, nên mọi người yên tâm là sẽ không có cái cảm giác như là mất ăn mất ngủ đâu, mà ăn ngon ngủ ngon đấy. Đấy, nó chỉ có vị. Trời ơi, cứ gọi điền con điên này. Đấy, đấy nhá, mọi người lưu ý giúp em là chỉ một nắp chai thôi. Mọi người không nên quá nhiều, bọn mình cứ đong đầy nắp chai này cho em. Đầy nắp chai này thôi, không được tô. Nếu mà tô thì nó sẽ là nhiều thuốc quá mà phí thuốc đi nhá. Anh ơi, anh cắm pin nhưng anh không bật à. Không bật. Đấy, rất là đơn giản thôi, không quá là khó đâu. Đấy, không quá là khó nhá. Rất là đơn giản thôi ạ. Nên là một địa chỉ như thế này chỉ có giá là 250.000 thôi mọi người nhá. 250. Chỉ có 250.000 thôi nhá, không quá là đắt đâu. Đang livestream mà cứ gọi thôi tức thì. Đấy. Mọi người ai mà muốn mua mọi người cứ inbox số điện thoại hoặc là inbox qua tin nhắn cho em nha. Em sẽ chốt đơn cho mọi người nhá. Mọi người cứ để là địa chỉ ạ. Đấy, cai thuốc lá chỉ sau 3 đến 7 ngày thôi nhá. Không quá nào mất nhiều thời gian đâu. Không mất nhiều thời gian đâu. Anh trai nào hút từ 2 bao thì 2 liệu trình nhá. Còn đâu từ 1 bao rưỡi thì chỉ cần 1 liệu trình như thế này thôi. Kéo 1 liệu trình này có anh thì không hết đâu. Có anh thì không hết 1 liệu trình như thế này đâu. Chỉ 2 ngày đã cai được rồi. Nhưng mà vẫn phải dùng hết liệu trình cho em nhé. Dùng hết liệu trình để vừa giúp chắc răng này, vừa giúp thơm miệng này. Nó không quá là cay lắm đâu. Có anh ấy không ăn được cay, anh không uống được rượu. Anh bảo em ơi cay lắm. Nhưng mà em bảo rồi, chỉ ngậm một cái nắp chai này thôi. Không ngậm quá nhiều, phí phạm thuốc. Nó phí thuốc lắm, cho nên là mọi người chỉ lấy một nắp chai thôi nhá. Rất là đơn giản mà. Khi mọi người nuốt xuống này, nó có cái vị ngọt ngọt như kiểu mọi người uống chè xong ấy. Đấy, nuốt xong nó có cái vị ngọt ngọt như là kiểu mọi người uống nước chè chát xong là nó có vị ngọt ngọt như thế đấy. Nhưng mà nó thơm lắm, có những cái vị quế mà. Nó có vị quế hồi, nó rất là thơm. Mà nó cay cay re re một chút thôi, nên là rất là dễ, không quá là cay đâu. Cay quá là vì mọi người ngậm nhiều thuốc, cho nên là mọi người chỉ dùng theo như em hướng dẫn là một nắp chai thôi nhá. Một nắp chai thôi, không quá là lấy nhiều thuốc làm gì phí thuốc. Rất là đơn giản, không có gì là khó cả. Quan trọng là mọi người có muốn dùng thuốc, dùng đủ liệu trình hay không thôi nhá. Một liệu trình như thế này chỉ có là 250.000. Em sẽ miễn phí ship cho mọi người này. Miễn phí toàn quốc luôn nhá. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Mọi người có nhìn rõ không? Như kiểu hơi tối nhỉ. Một liệu trình như này chỉ có giá là 250.000. Thành phần của thuốc là kim ngân hoa này, cúc kim ngân hoa này, rồi đâu nhỉ? Bồ công anh này, kim ngân hoa, cúc hoa này, quế hồi, cam thảo này, rượu ba lan độ này. Đấy, những cái thành phần đấy là toàn bằng thảo dược luôn, hoàn toàn bằng thảo dược nhá.
khi mọi người dùng thuốc sẽ không có cái cảm giác là như buồn nôn này hay là mất ngủ đau đầu. Đấy là khi sau khi mọi người cai xong sẽ có cảm giác là khi mọi người hút thuốc ấy, là mọi người hút thuốc thì phải kéo cái co bụng này, kéo co bụng mấy này phổi vào phải không ạ? Nó sẽ làm đầy bụng này, bụng mà trứng hơn nó không hay đói. Nhưng mà sau khi mọi người cai thuốc đi ấy, là cơ thể mình được thả lỏng này, cơ thể mọi người được thả lỏng, bụng nó sẽ cũng lỏng ra và nó sẽ đói. Đấy, đói là phải ăn rồi. Cho nên là sau khi là nó cai thuốc là mọi người sẽ béo nhá, béo nên mà anh nào mà béo rồi thì mọi người lưu ý giúp em nè. Chỉ ăn điều độ thôi, rồi chỉ có tập thể dục. Anh nào mà gầy thì cứ ăn thoải mái đi, ăn thảo khoanh cho nó béo cho nó đẹp. Đơn giản mình 250.000 một điều chỉnh thôi, em sẽ ăn miễn phí ship cho mọi người nhá. Miễn phí ship toàn quốc luôn ạ. Ai mà mua hàng trên Nai thì mọi người để lại số điện thoại nhá. Còn nó ai mà mua hàng ngoài Nai thì mọi người phải mất thêm 30.000 tiền phí nhá. Đấy, hôm nay hàng về rất chi là nhiều luôn, cả 520 thì em sẽ miễn phí ship cho mọi người. Miễn phí ship cho mọi người nhá. Mua gì đấy? Đến lúc á. Mua đi, mua 2 chất nha. 220.000 gì? Ừ. Thôi, mua thế được rồi. Và tối đêm mà em gọi nhiều lắm rồi, ai gọi nhiều lắm. Còn ai đang xem không ạ? Ai đang xem thì mọi người chào em một tiếng đi ạ. Chào em để em biết, chào lại mọi người nhá. Một điều chỉnh cai thuốc chỉ có giá là 250.000. Hôm nay ai mua hàng trên này em sẽ miễn phí ship toàn quốc ạ. Miễn phí ship cho mọi người nhá. Đấy, chỉ với giá là 250.000 thôi, rất là đơn giản mà dễ cai thôi mà. Không quá là khó, chỉ 2 ngày có khách thì 2 ngày, có khách thì 4 ngày, khách 3 ngày. Rồi theo cái liều lượng của mọi người hút thôi, là để cai thuốc thôi nhá. Nhưng mà một điều chỉnh như thế này là ai mà hút từ 1 bao rưỡi là có thể cai được rồi. Anh nào mà hai ba thuốc ấy thì cứ phải 2 liệu trình nhá. Hay là anh nào hút thuốc nào lâu năm này, hút thuốc nào lâu năm thì 2 liệu trình. Rất là đơn giản thôi, không có gì là khó. Anh nào mà thối miệng nhá, dùng cái này vợ thơm cả ngày luôn ấy. Cái này nó thơm lắm mà. Khi dùng vào nó rất là thơm này. Khi nuốt xuống là nó có vị ngọt, ngọt như kiểu mọi người uống nước chè ấy. Mọi người uống nước chè xong nó có ngọt như thế nào, nó cái cảm giác là nó như thế. Không có tác dụng phụ nhá. Một điều chỉnh như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt. Anh lấy thôi, của em nhắn tin cho con Minh kia bảo là đang bận nhá, không gọi. Một điều chỉnh như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000. Hôm nay em mua hàng trên Nai nhá, em sẽ miễn phí ship cho mọi người nhá, miễn phí ship ạ. Đấy, cái thành phần của nó là kim ngân hoa này, cúc hoa, quế nhục, cam thảo, đại hồi này, rượu ba năm độ này. Cho nên khi mọi người dùng thuốc ấy là nó sẽ không có tác dụng phụ nhá. Không có tác dụng phụ này. Đấy, mọi người xúc miệng xong này, khi nó tiết ra nước bọt đấy, mọi người có thể nuốt cho em nhá. Nuốt để làm gì mọi người biết đâu, là tan cái đờm đi này. Tại vì thuốc là khạc đờm rất chi là nhiều. Đấy, tại vì các ông bố ơi, các bà mẹ là thấy chồng hút thuốc thì cũng biết cái cảm giác như thế nào rồi phải không ạ? Khạc đờm mà sáng ra khạc rồi đi ngủ cũng đêm cũng kho khủ khủ ấy. Đấy, cho nên là tại vì hút thuốc nhiều quá mà cho nên là cai đi được thì đảm bảo sức khỏe cho mình thôi, chứ không phải là mua đảm bảo cho ai phải không ạ? Cho chính bản thân thôi ạ, cho chính bản thân, cho gia đình này. Đấy, cho nên là mọi người ai mà muốn mua hàng, mọi người cứ comment dưới bên dưới cho em số điện thoại địa chỉ nhá, em sẽ chốt đơn nhá, em sẽ chốt đơn cho mọi người nhá. Đấy, rất chi là đơn giản, một điều chỉnh như thế này chỉ có giá là 200.000, sau 3 đến 5 ngày đã có thể cai được rồi. Không, chỉ không đến 7 ngày đâu ạ. 3 đến 5 ngày thôi nhá. Đấy, khách của em là 3 ngày 4 ngày đã cai được rồi. Nhưng mọi người sau khi mọi người không còn thèm thuốc nữa, nhưng mà vẫn phải dùng hết liệu trình, vất thuốc đi phí nhá. Để khi mình dùng là nó sẽ làm chắc răng này. Đấy, nó làm chắc răng mà thơm miệng nhá. Chào chị Loan này. Chị Loan ơi, giúp em chia sẻ nhá, giúp em chia sẻ này. Sau khi chắc ngày mai thì em sẽ lập nhóm nhá. Lập nhóm mà em sẽ chỉ mọi người cách bán hàng hiệu quả nhá. Cách bán hàng hiệu quả sau này. Đấy, hôm nay hàng về rất chi là nhiều luôn. Cả mấy trăm cả nghìn cái thuốc chứ không phải là một hai lọ nhá. Cho nên là mọi người đặt hàng lúc nào cũng có hàng cho mọi người luôn nhá. Không phải chờ đợi nhá. Đấy, rất chi là dễ dùng thôi.
ai mà đang xem live mà hoặc mà chưa tin tưởng thì mọi người cứ ấn theo dõi nhá, ấn theo dõi em nhá. Đấy, một liệu trình như thế này thôi là chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt nhá, không quá là đắt. Đấy, thuốc thì là thần toàn bảo thần dược này. Đấy, có giấy chứng nhận của Bộ Y tế này, có của cả Bộ Công an nữa. Cho nên là khi mà ai mà phát hiện ra bảo có hàng nhái hàng giả thì em sẽ đền gấp đôi cho mọi người nhá. Khi mọi người mua thuốc của em không sẽ không lo có hàng nhái hàng giả nhá. Đấy, mọi người lưu ý giúp em là khi dùng thuốc xong là khi trong quá trình dùng thuốc ấy là hạn chế lại cái uống rượu để khi mình cai thuốc xong ấy. Đấy, là thì mọi người vẫn có thể uống được mà. Thế mọi người vẫn có thể uống lại mà. Cho nên là mọi người hạn chế cho em cái lúc đang trong quá trình cai nhá. Rất là đơn giản thôi, không quá là khó. Anh nào có thể comment xuống bên dưới cho em là một ngày anh hút một bao hay là một ngày hai bao thì em sẽ tư vấn liệu trình nhá. Không quá là khó mà cũng không quá là đắt, chỉ thế này. Một liệu trình như thế này chỉ có giá là 250.000 này. Đấy, hộp nó y chang như thế này, một gia đình hạnh phúc này. Tại vì vì sao? Vì con cần bố mà. Con cần bố này, vợ cần chồng mà, cho nên là mình đảm bảo cho sức khỏe thôi, đảm bảo cho sức khỏe thôi. Tại vì là chồng mà, là để làm chủ cột gia đình thì lúc nào phải có sức khỏe chứ, lúc nào cũng phải có sức khỏe chứ, phải không? Chứ không phải là lúc nào vợ cũng cần nhằn, cả ngày chồng hút thuốc phải không? Hút như thế thì chẳng sống được bao nhiêu. Cho nên là hết bệnh này rồi ra đến bệnh kia trẻ không sao, nhưng đến cơ về già một chút thôi thì hết bệnh lao phổi rồi ra đến bệnh ung thư vòng họng này, rồi ung thư phổi này. Đấy, cho nên là mọi người cai được đi thì càng sớm càng tốt nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi, không quá là khó đâu ạ, chỉ xúc miệng thôi. Mọi người lấy cho em một lắc chai như thế này, xúc miệng từ 1 đến 2 phút, sau đó không thì từ 1 đến 3 phút mọi người nhổ đi. Đấy, nhổ đi cho em là đã cái chất nicotine ấy nó đã sẽ được đào thải ở trong khoang miệng này, trong vòng họng này ra nhá. Sau đó là khi là mọi người để cho em từ 20 đến 30 phút sau mọi người mới có thể ăn uống thoải mái nhá. Ăn uống thoải mái, khi đó là sẽ cái lượng thuốc nó sẽ tiết nhổ đi mà. Nó sẽ còn lượng thuốc này sẽ tiết ra nước bọt nhá. Và mọi người có thể nuốt cho em để làm tan cái đờm đi nhá. Khi mọi người cai thuốc xong nó sẽ không còn đờm nữa. Đấy, mà khi mọi người cai thuốc xong nó có cảm giác là thèm ăn nhá. Tại vì khi mọi người hút thuốc ấy là phải hít hơi, hít kéo thuốc vào thì thường là nó phổi nó nở ra này. Đấy, phổi nó ép phổi mà. Xong rồi nó ép xuống cái cơ bụng làm thành ra mọi người không có cảm giác đói mấy, không có cảm giác đói mấy nhá. Sau đó khi mọi người không hút thuốc nữa, cái cơ bụng nó sẽ nó giãn ra, nó thả lỏng cơ thể mà, nó giãn ra nhá. Thế là thành ra là mọi người có cảm giác là ăn nhiều hơn này, ăn ngon ngủ ngon luôn nhá. Nó không có bị như là khi dùng thuốc vào là không ngủ được với này không ăn được nhá. Đấy, có ai đang xem thì mọi người cứ comment xuống bên dưới cho em biết là một ngày mọi người hút một bao hay là một ngày hai bao nhá, thì em sẽ tư vấn liệu trình này. Một liệu trình như thế này thôi là chỉ có giá là 250.000. 250.000 thôi. Hôm nay em đặt hàng trên này em sẽ miễn phí ship cho mọi người nhá. Miễn phí ship toàn quốc luôn ạ, miễn phí ship luôn nhá. Đấy, anh trai nào mà muốn mua hàng thì cứ để lại số điện thoại, em sẽ gọi điện chốt đơn ạ. Em sẽ gọi điện lại chốt đơn nhá. Mấy giờ đấy em? Đấy, cho nên là ai mà muốn đặt hàng thì mọi người cứ comment xuống điện thoại nhé. Còn đâu ai chưa tin tưởng thì mọi người có thể ấn theo dõi em nhé. Hàng đi hàng về hàng ngày nó sẽ nhiều như thế nào nhá. Chứ không có hiệu quả thì làm sao mà bỏ hàng ra hàng cả trăm triệu nhập hàng một lúc phải bán cho mọi người phải không ạ? À? Đấy, rất chi là nhiều thuốc, cả thùng luôn ạ. À. Cả 3 thùng chứ không phải là một thùng như thế này đâu. Cả 3 thùng luôn đấy, cả 1.000 lọ thuốc mà, 1.000 lọ thuốc chứ không phải 1-2 lọ bán chơi. Đấy, cho nên là mọi người phải có hiệu quả như thế nào thì người bán mới nhập hàng phải không ạ? À? Người bán mới nhập hàng chứ không phải nhập hàng về chơi đâu. Đấy, cho nên là mọi người dùng thuốc không được thì lần sau mọi người mua nữa, lần sau mọi người giới thiệu cho nữa phải không? Đấy, cho nên là mọi người ai mà muốn mua thì mọi người cứ comment xuống bên dưới cho em biết là một ngày hút bao nhiêu bao này. Đấy, em sẽ tư vấn cho nhá, em sẽ tư vấn liệu trình nhá. Rất là đơn giản thôi, không quá là khó đâu. Mọi người cứ bảo là anh hút lâu năm rồi, nhưng mà không quan trọng là lâu năm, mà chỉ quan trọng một ngày cái lượng hút của mọi người nó nhiều hay ít thôi, để em biết là cái lượng nghiện của anh nó như cao hay là nó thấp thì để dùng liệu trình thôi nhá.
rất là đơn giản thôi, không quá là khó khăn gì cả. Anh nào cũng bột này. Kairi thì buồn, nhưng mà hút thì nó có làm bảo sức khỏe đâu, sau này về già chút một chút thôi thì lại hết bệnh nọ bệnh kia chứ báu cái gì, được không? Cho nên là bây giờ cái thời buổi bây giờ ấy thì nó nhiều chất độc hại quá, cho nên là hút thuốc vào thì nó có béo bở gì đâu mà, phải không ạ? Ai đang xem thì mọi người cứ comment xuống dưới cho em biết là một ngày mọi người hút bao nhiêu bao nhé. Một ngày mọi người hút bao nhiêu bao nhá. Ai không, ai mà chưa tin tưởng mọi người có thể ấn kết bạn theo dõi em này. Ấn kết bạn theo dõi em này. Ai mà muốn làm đại lý của em nhá thì mọi người cứ comment vào số điện thoại, cứ comment xuống không là mọi người cứ kết bạn rồi vào tin nhắn inbox cho em nào. Chẳng như là anh muốn bán hàng với em hay là chị muốn bán hàng với em nhá thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách bán hàng nhá. Em chỉ mọi người từ A đến Z nhá. Có thể thu nhập được từ 3 đến 30 triệu. Từ 3 đến 30 triệu theo cái khả năng của mọi người làm việc, theo cái mức khả năng của mọi người làm việc nhá. Đấy. Rất là đơn giản thôi, không có gì là khó, quan trọng là mình tìm được cái thuốc nào nó sản phẩm của nó tốt thôi. Đấy. Cái sản phẩm tốt rồi thì sợ gì không bán, phải không ạ? Sợ gì không bán. Đấy, chỉ sợ không tốt thôi, không nếu mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe em không bán đấy. Ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người em không bán này. Thuốc em rất nhiều là loại thuốc luôn. Đấy, rất nhiều là loại thuốc luôn. Hơi nách hơi chân này, rồi thuốc sâu răng này, thuốc sâu răng nhá, có cả thuốc sâu răng trẻ em này, người lớn này, rồi mầm đậu lành này, mầm đậu này làm đẹp cho các chị em phụ nữ này, tăng vòng một này, tăng nội tiết tố này, đấy mầm đậu đây nhá, đấy ai mà muốn có vòng một căng tròn như em thì mọi người cứ inbox cho em nhá, inbox cho em sẽ chỉ cách cho mọi người dùng như thế nào mà nó có vòng một hai, sau sinh hai đứa rồi nhưng vòng một vẫn như bình thường nhá. Đấy, sẽ căng tròn nhá, sẽ căng tròn trở lại này. Đấy, chị nào mà đang trong cái tình trạng mà ngực nét nhá, ngực nét thì cứ inbox cho em này, ngực nét thì cứ inbox cho em nhá. Đấy, em sẽ chỉ cho mọi người cách dùng mầm hiệu quả nhá. Đây nhỉ. Đây là nó xúc miệng sâu răng chị em này. Nhà nào mà có trẻ em ấy mà bị răng miệng nhá, răng miệng bị sún nhá, sún khi mọi người dùng thế này thì nó sẽ xúc miệng cho con hàng ngày ấy. Nó sẽ không còn bị sún nữa, không còn bị sún nữa nhá, thì nó không bị ăn hết vào cái chân, vào cái đến ăn đến chân luôn này, xúc miệng hàng ngày cho cháu thôi, chỉ cần mỗi lần một lát chai thôi nhá, một lát chai thôi, mấy này một lát chai cũng được đấy, mọi người xúc miệng cho con này. Hoặc là nếu mà cháu nào bé quá mọi người có thể lấy cho em cái tăm bông, mọi người đánh vào cái răng, hoặc là cái răng cho cháu này. Đấy là khi nào nó không có bị sún ăn cụt đi nhá. Đấy, cháu nào mà sún rồi thì nó không sún đi nữa. Mà còn đôi ơi, còn cháu nào mà chưa sún thì mọi người dùng cái này thì lại càng tốt này. Đấy, rất là đơn giản thôi. Cái này toàn hoặc là toàn dược. Cái này nó không cay nhá mà nó thơm như một kẹo. Đấy, cái này dùng cho trẻ nó thơm như một kẹo luôn. Nhiều lắm, nhiều sản phẩm lắm chứ không phải một sản phẩm đâu. Nhiều lắm, em nhiều sản phẩm lắm. Có cả thuốc xoa mũi này, có cả thuốc xoa mũi nhá. Có thuốc cả thuốc trị nám nhá, trị nám cho các chị gái này đây nhá. Đấy, đây là lọ thuốc xoa mũi này. Đấy, rất là nhiều. Cái này là cao bôi da dành cho chị em nào mà ai mà bị lất chân, lất tay, lất nẻ mùa đông khô hanh này nhá. Đấy, là dùng cái này. Hay là ai mà ngã xe nhá, chảy máu á, em là bảo bôi cái này qua đêm thôi là nó liền ngay. Nhiều lắm, nhiều loại thuốc, có cả thuốc này đau đầu mất ngủ này. Nhà ai mà có bố mẹ, anh có bố mẹ hay là ai đang cái tình trạng mà căng thẳng mà mất đau đầu mất ngủ ấy, mọi người dùng cái này nhá, chỉ cần sau 3 tuần sử dụng thôi là nó đã có hiệu quả rồi, ăn ngon ngủ ngon rồi nhá. Đây là cái lọ thuốc cái đau đầu mất ngủ này. Đấy, cái này nó là thuốc nam mà, nhưng mà được bào chế thành viên để cho mọi người dễ sử dụng, dễ uống nhá. Đấy, nó thành viên quan nhậm như thế này. Đấy, một lọ như thế này có giá là 300.000 nhá, sử dụng trong vòng một tháng. Một ngày mọi người có thể nào uống một lần hai lần, chỉ cần 2 đến 3 viên thôi. Đấy, còn là rất là đơn giản này. Cái lọ này là thuốc đau đầu mất ngủ nhá. Anh nhà ai mà có mẹ già ấy, hay là bố ấy mà hay đau đầu mất ngủ ấy thì dùng cái này nhá. Cái này rất chi là tốt luôn. Đấy, rất chi là tốt này.
cái này uống vào sau 2 đến 3 tuần nó đã có hiệu quả rồi. Mọi người ai đang xem live thì mọi người chào em một tiếng à. Chào em một tiếng thì em biết em chào lại mọi người nhá. Đấy, như này là căn thuốc bên em là chỉ một địa chỉ như thế này thôi, chỉ có giá là 250.000, không quá là đắt nhá, không quá là đắt đâu ạ. Không quá là đắt nhá, chỉ có 250.000 thôi nhá, một địa chỉ như thế này. Thế này là nọ dở của chồng em cai 3 ngày đấy nhá. Cai 3 ngày đấy nhá, vẫn còn nguyên thuốc như thế này này, cai 3 ngày nhá mọi người này. Đấy, cai 3 ngày luôn vẫn còn nguyên thuốc. Đấy, một liệu trình nguyên viện là như thế này nhá. Một liệu trình nguyên viện là như thế này, chỉ có giá là 250.000 thôi. 250.000 thôi mọi người nhá. Đấy, 250.000 thôi, không quá là đắt đâu ạ, không quá là đắt nhá. Đấy, ai mà muốn mua cái thuốc mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em là một ngày hút một bao hay là hai bao nhá. Hôm nay em mua hàng trên đây là sẽ được miễn phí ship toàn quốc luôn ạ. Miễn phí ship cho mọi người luôn nhá. Miễn phí ship cho mọi người luôn ạ. Đấy, thuốc về rất là nhiều chứ không phải là một hai lọ bán chơi đâu, mà về cả nghìn lọ cơ, về cả như 1.000 lọ luôn mà. Đấy, rất chi là nhiều thuốc, nên là ai mà muốn mua cái thuốc ấy mọi người cứ comment xuống bên dưới cho em là hút một ngày một bao hay là một ngày hai bao thì em sẽ tư vấn địa chỉ, em tư vấn địa chỉ chuẩn cho mọi người dùng thuốc nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi, không quá khó lắm, không quá là khó đâu ạ. Chỉ xúc miệng thôi, xúc miệng cho em 1 đến 2 phút một lát chai như thế thôi nhá. Mọi người xúc cho em từ 1 đến 2 phút này. Em chào anh. anh hư nhất xuống. Lâu rồi không thấy anh à. Đấy. Nếu mà ai mà muốn mua cái thuốc ấy mọi người cứ inbox xuống bên dưới cho em là anh hút một ngày một bao này, một ngày hai bao thì em sẽ tư vấn liệu trình nhá. Tư vấn liệu trình cho mọi người dùng à. Tư vấn liệu trình nhá. Rất là đơn giản thôi, không có gì là khó cả, quan trọng là mọi người có muốn sử dụng thuốc hay không thôi. Quan trọng là mọi người có muốn sử dụng thuốc hay không thôi nhá. Chứ không quá là đắt, không quá là đắt, chỉ với 250.000. Em đã hỗ trợ ship rồi thì nó chỉ còn tầm 200.000 thôi nhá. Em đã hỗ trợ ship rồi thì mọi người chỉ còn gọi là tầm 200.000 thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy. Một điều chỉnh như này là 250.000, em đã bao ship rồi. Đấy, cho nên là mọi người muốn mua thì mọi người có thể inbox xuống bên dưới cho em là cho em biết là một ngày mọi người hút một bao hay một ngày hai bao nhá. Có ai đang xem live thì mọi người cứ comment xuống bên dưới cho em là anh hút một bao hay hai bao này, hay là ai muốn mua cái thuốc ấy thì mọi người cứ để lại số điện thoại nhá. Anh Hoàng Nam ơi, cái này chỉ sau 3 đến 7 ngày thôi, có anh thì 2 ngày, có anh thì 3 ngày, anh 4 ngày, theo cái mức nghiện của mọi người như thế nào thì mọi người cứ comment xuống bên dưới cho em là em biết cái liều lượng của anh hút, một ngày anh hút một bao hay là hai bao nhá, thì mọi người cứ comment xuống bên dưới như thế thì em sẽ tư vấn liệu trình cho anh chuẩn hơn này. Cái thành phần của thuốc thì nó là làm giúp chắc răng này, làm thơm miệng này, rồi làm giảm các chất nicotine trong khoang miệng đấy, là làm giảm thèm thuốc ấy. Đấy, nó đánh sạch đi, sau đó mọi người không còn cái cảm giác thèm thuốc nữa nhá, không còn cái cảm giác thèm thuốc nữa. Sau đó là mọi người sẽ ăn ngon ngủ ngon hơn nhá. Đấy, cái thành phần của thuốc là kim ngân hoa, cúc hoa, quế nhục, cam thảo đại hồi, rượu ban lan độ. Đấy, những cái thành phần em đảm bảo với mọi người là thành phần hoàn toàn bằng thảo dược, hoàn toàn bằng thảo dược, không có một cái tác dụng phụ gì luôn nhá, không có tác dụng phụ. Khi ai dùng thuốc mà chẳng như bị nhưng anh hút thuốc nào thì anh có hút nhiều không, hay là thỉnh thoảng anh đá một điếu hai điếu anh chơi thôi. Nếu mà anh hút như thế chỉ cần một liệu trình nhá, còn đâu mà anh mà hút lâu năm rồi mà hút một ngày nhiều điếu ấy thì có thể là phải hai liệu trình nhá. Nếu mà anh hút lâu năm mà hút ngày phải hút nhiều điếu thì phải hai liệu trình, chứ còn ngày mà hút mấy điếu chơi thôi thì nó chỉ cần một liệu trình thôi. Quan trọng là mọi người có muốn dùng thuốc hay không thôi. Cái thuốc này của em nó rất chi là tốt luôn. Chỉ có dùng đến 4 ngày thôi là đã cai được rồi. Chỉ đến 4 ngày thôi đã cai được rồi. Có bạn thì 2 ngày thôi nhá, 2 ngày đã không còn cái cảm giác thèm thuốc rồi, người thì 3 ngày. Đấy, mỗi người một theo mỗi người một cái cuộc sống khác nhau này. Đấy, cho mỗi người một cuộc sống khác nhau chứ không phải là ai cũng giống ai, cho nên là mọi người có thể comment xuống bên dưới cho em là anh hút một ngày một bao hay một ngày hai bao nhá, thì em mới tư vấn liệu trình chuẩn được.